Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 631, tâm sự của Tô Thanh. Trên đường đi, tâm trạng của mọi người vừa nặng nề vừa vui mừng. Nặng nề là bởi vì nhu giao, vui mừng là bởi vì sắp được về nhà. Từ nay về sau chuyện của Bắc Mạc đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa rồi. Ít nhất là trước mắt tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, dù sao thì hòa bình mong ước đã trở lại, cuối cùng con dân của Đại Chu đã có một cuộc sống yên bình chiến tranh liên miên đem đến muôn vạn đau đớn cho bách tính là thứ không có cách nào đoán trước được. Trong khoảnh khắc mà Bắc Mạc lui bình, Tiêu Kiêu cũng đã bắt đầu khởi hành hồi chiều. Một đường chỉnh đốn quân vụ thật sự rất bận rộn, chắc có lẽ là ít nhất nửa tháng mới có thể đến Kinh Thành. Cho nên Mộ Dung Khanh đã sai người đến đưa tin tức tốt cho Tiêu Kiêu, trở về với nghiêm vinh trước. Trên đường hồi kinh, Tô Thanh vẫn luôn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, cười nói không ngớt buổi tối trước một ngày sắp đến kinh thành, bọn họ ngủ lại ở dịch quán, mộ dung khanh thấy mấy ngày nay mọi người đi đường quả thật mệt mỏi rồi, hắn cho người chuẩn bị rượu ngon và thức ăn ngon đem qua cho tiểu khuyên và Mama ăn trước khi đi ngủ, mấy người bọn họ ở lại trong khách sạn uống rượu. Lúc uống rượu, bấy giờ mộ dung khanh mới tiết lộ hóa ra là hắn đã từng gặp Trấn Quốc Vương ra một lần rồi. Lúc ấy vương gia của Bắc Mạc bị đánh vào trong tử lao, bởi vì mưu phản là tội lớn, Hắn ta chết là cái chắc nhưng mà Tần đế trở về cũng không xử lý một nhóm quan viên thông đồng với hắn ta. Tần đế muốn xây dựng uy tín, đương nhiên là phải thanh tẩy một lần, mọi người đều biết Trấn Quốc Vương gia và Tiên đế vô cùng thân thiết với nhau, quan viên lui tới với họ cũng nhận được sự yêu ái của Tiên đế. Audio điện tử Võ Tấn bền. Bắt được một nhóm người này thật ra cũng giống như bắt được những đại thân tâm phúc của Tiên đế. Trấn Quốc Vương gia là một hán tử nhanh nhẹn, Nhìn thấy Mộ Dung Khanh, hắn ta không nói hai lời liên quỷ xuống đất rồi dập đầu. Vì mạng sống, dập đầu thì tính là cái gì cơ chứ? Hắn ta cung cấp cho Mộ Dung Khanh một số tin tức, sau đó hy vọng là Mộ Dung Khanh có thể cứu hắn ta ra ngoài. Hắn ta chỉ cầu xin mình còn sống, cho dù sau này mai danh ẩn tích cũng được. Ông ta đã nói gì với người?" Thương Mai tò mò hỏi, đối với con người của trấn quốc vương gia không có gì là có thể sụp đổ, trấn quốc vương gia chỉ là nhưng mà cũng rất thức thời, có thể còn sống, tại sao phải cứ ngẩng đầu lên mà kiêu ngạo cơ chứ? Người hiểu được cách cúi đầu mới có thể sống được lâu dài. Hóa ra là Sở Kính và Tào Hậu đã sớm phá gian tế vào đại chu, có một phần trong đó đóng trong quân Bắc Đại doanh của chúng ta. Hả? Tiêu thác giận dữ, vậy coi như ông ta chết nhanh hơn đó, nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ giết chết ông ta. Mọi người đã nhìn thấy thi thể của Sở Kính chưa? Mộ Dung Khanh bỗng nhiên lại hỏi như vậy, mọi người cùng nhau kinh hãi, cái gì? Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, đây chính là tin tức thứ hai của Trấn Quốc Vương ra cho bổn vương, sở kính đã lẩn trốn đi từ lâu rồi, lúc bày binh bố trận ở Tần Châu, hắn ta đã đi, người chết cũng chỉ là thế thân của hắn ta mà thôi. Chuyện này sao có thể được chứ? Thương Mai lắc đầu, suy nghĩ cẩn thận lại mà thấy sợ, nếu như hắn ta sớm biết sẽ bước thoái vị, tại sao lại không chuẩn bị từ sớm mà lại muốn tự mình đào tẩu? hắn ta có thể chuẩn bị được cái gì cơ chứ bảy vạn binh mã ở kinh đô đều là người của tần châu nếu như tần châu đã ra lệnh cho đại quân bắc mạc khởi hành hồi chiều lúc đó hắn ta mới đi thì có đi được không mộ dung khanh thản nhiên nói vậy hắn ta đã sớm biết có hậu quả này rồi tại sao lại phải hung ác hạ sát nạn dân loan loan không hiểu trấn quốc vương ra nói là trước đó sở kính cũng sẽ không nghĩ tới tần châu sẽ phản bội hắn ta cho nên đối với tần châu gần như là không có phòng bị gì hết những năm gần đây quyền lực giao cho tần châu cũng rất lớn thẳng cho đến khi lần trước tần châu bởi vì chuyện của vùng tai nạn cho nên chất vấn hắn ta mới cảm thấy sợ hãi nhưng mà khi đó tần lão tướng quân vẫn còn đang đứng ở phía bên này với lại tần lão tướng quân vẫn luôn có thể khống chế tần châu bởi vậy hắn ta mới quyết định nhanh chóng chặt đứt mớ hỗn độn xử trí chuyện nạn dân để tần châu lập tức trở lại biên cương để tấn công đại chu trong quân đội hắn ta cũng đã có chỗ mai phục chỉ cần tần châu chiến thắng thì có thể âm thầm giết chết nàng ta như thế này hắn ta đã có thể trở thành bá chủ lại không bị tần châu cản tay giết chết nạn dân là quyết định bất đắc dĩ của hắn ta bởi vì nếu như nạn dân không chết tin tức bị tuôn ra ngoài thì bách tính sẽ bạo động hắn ta cũng không đủ lương thực và y dược để cung cấp cho khu gặp nạn ở biên cương hắn ta cũng chỉ có thể đưa ra quyết định giữ hay là bỏ thương mai lầm bầm bổ sung thêm chỉ là hắn ta không ngờ đến hành động lần này của hắn ta đã hoàn toàn chọc giận Tần. Châu rồi, khi hắn ta biết Tần Châu bắt đầu điêu binh, hắn ta biết rằng đại thế đã mất rồi. Không sai, hắn ta chạy trốn còn có một chút hy vọng sống sót. Vì muốn sống, Tô Thanh lắc đầu, chỉ sợ là không phải, chắc là Tần Đế đã biết rồi, đây chẳng qua là thế thân mà thôi, chấn. Quốc vương gia đã có thể nói với vương gia chắc hẳn cũng sẽ nói với tần đế, Ông ta sẽ không nói đâu, trước đó Trấn Quốc Vương ra đối xử với Tần Đế rất lạnh nhạt, Tần Đế hận ông ta muốn chết đi được, Đại Khái là trong lòng của Trấn Quốc Vương ra cũng đã hiểu cho nên mới tìm tới Bổn Vương. Mộ Dung Khanh tiếp tục nói, Trấn Quốc Vương ra nói là Bắc Mạc ở Nam Quận Đông Hải là biên giới của Lạc Thân Vương Bắc Mạc, Lạc Thân Vương bởi vì muốn chấn thủ Nam Quận cho nên chống lại sự xâm lược của Đại Nguyệt, cho nên trong tay có 15 vạn binh mã, mối quan hệ của Lạc Thân Vương và Sở Kính rất tốt bởi vậy hắn ta sẽ không chạy khỏi nam quận đâu tô thanh nói lạc thân vương biết tính của hắn ta rất am hiểu thủy chiến nghe nói là vũ khí tăng lương cộng thêm nam quận vốn là một mảnh đất giàu có lương thảo dồi dào nếu như hắn ta thật sự muốn giết kinh thành thì đợi một thời gian nữa chắc chắn là tiêu thắc lạnh luồng thốt lên hắn ta nghĩ cũng hay qua đó chứ thanh danh của hắn ta đều đã xấu hết rồi bách tính sẽ không ủng hộ hắn ta đừng quên thái tử vẫn còn chưa chết cũng không biết có phải là thiên ý hay không, kỳ vương vì giáo huấn thái tử đã kêu hắn ta đến Đông Hải tìm chân châu, còn cho người đánh gãy chân của hắn ta. Thái tử nay đã vào sở ra từ đường, cho có tên hắn ta là người kế vị danh chính ngôn thuật, nếu như giết người hồi kinh với danh nghĩa của hắn ta, tần đế đã danh bất chính ngôn bất thuận. Đám người nghe thấy lời ấy, nhất thời đều ngơ ngác. Tô Thanh nhìn thương mai, nhỏ giọng nói, vậy xem ra sở kính chính là một người có tâm cơ cực sâu và dã tâm cực lớn, nhưng mà tuyệt đối đừng cho hắn ta biết ở trong lòng của Tần Châu. Nếu không thì chắc chắn suy nghĩ hết biện pháp để lấy người tới cản tay Tần Châu. Trên mặt của Thương Mai nóng lên, ngay cả Tô Thanh cũng biết chuyện này. Thật là, ngược lại là loan loan loại mờ mịt nhìn Tô Thanh, dùng Thương Mai để uy hiếp Tần Châu hả? Tần Châu cũng đâu phải là ngốc đâu, nàng ta với Thương Mai cũng chỉ là quen biết với nhau thôi, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lời sắp xếp của hắn ta? Nhà đầu này cho dù ngươi đã lập gia đình rồi nhưng mà vẫn là một kẻ hồ đồ. Tô Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Loan loan ghét nhất là người nào mà nói chuyện không rõ ràng, hồ đồ cái gì chứ, ngươi thì biết rõ lắm à, ngươi cũng không phải là con mọt sách, tại sao mà cứ luôn nói quanh co lòng vòng, thật là đáng ghét, ba cây gậy không thể làm nên chuyện gì lớn. Linh lợi bật cười một tiếng, cũng có hình tượng quá. Nói đến chính sự liên nhìn thấy Tô Thanh uống hết chén này tới chén khác, Uống một hồi trên gương mặt anh Tuấn trắng nõn lại đỏ ửng lên, ánh mắt mê ly. Tiêu Thác nói, hóa ra là rượu này không tốn bạc của ngươi đúng không hả? Nhưng mà uống như vậy người ta hết rượu còn ngươi sẽ hết mạng đó, có biết suy nghĩ hay không vậy hả? Tô Thành đưa tay xoa xoa lên mặt của hắn một chút, có đôi khi mạng sống còn không đáng tiên với rượu nữa. Ăn nói tào lao, Tiêu Thác là một người thẳng tính biết trong lòng của hắn ta không vui, nếu trong lòng của ngươi không yên lòng về nhu dao thì ở lại bắc mạc đi tìm đi, tội gì phải làm cho lòng mình khó chịu. Tô Thanh cầm theo bầu rượu, không nói chuyện với cái loại người vũ phu như ngươi nữa, không thú vị gì hết. Nói xong, loạn trà loạn trọng bước ra ngoài. chương 632, chuyện không đơn giản như vậy. Nhắc đến nhu dao, trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy buồn dâu. Loan loan hỏi tiêu thác, đúng vậy đó, thật ra thì Tô Thanh có thể ở lại Bắc Mạc mà. Loan Loan cảm thấy Tô Thanh không cam tâm, tốt xấu gì Nhu Giao cũng đã thích hắn ta như vậy, dù sao thì hắn ta cũng nên ở lại Bắc Mạc để tìm nàng ta. Thương Mai nói, chắc có lẽ là Đại Chu cũng đã hỗn loạn một mảnh, bây giờ ở bên phía Bắc Mạc có nhiều người tìm Nhu Giao như vậy, Tô Thanh ở bên đó lại không quen ai, cũng không biết địa hình, ở lại cũng vô dụng thôi. Nhưng mà ít nhất cũng phải có suy nghĩ này chứ, Ngày nào cũng chỉ biết uống rượu còn không bằng ở lại bên kia tìm nàng ấy đi." Loan Loan nói. Linh Lợi nói nhỏ, hắn cảm thấy nhu giao chết rồi. "Hả? Tại sao? Không phải là ngươi đã nói nhìn thấy nhu giao bị cảnh mang đi hả Tần lão Loan Loan giật mình hỏi lại." Linh Lợi thở dài một tiếng, bây giờ suy nghĩ lại ta cũng không biết là mình có nhìn Lâm hay không nữa, thật sự sợ mang đến cho mọi người hy vọng giả, chỉ mong đó là thật. "Ngươi cũng đừng có làm ta sợ mà." loan loan há hốc mồm sắp muốn khóc tiêu thác vội vàng nói người cũng đừng có tin linh lợi nàng ấy hù dọa người đó người kêu ta đừng tin câu nói nào của nàng ấy loan loan kêu một tiếng thương mai và mộ dung khanh liếc mắt nhìn nhau đều thở dài một tiếng mộ dung khanh thản nhiên nói bổn vương không biết cách an ủi người khác nàng đi đi thương mai buông tay ra thật ra thì ta chỉ có nhiều đó công dụng thôi có đúng không tuy là nói như vậy nhưng mà vẫn đi ra ngoài. Tô Thành đang ngồi trên thềm đá ở trước hành lang, dựa vào lan can ở bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ánh trăng đang trốn vào trong đám mây, ánh sao lấp lánh xinh đẹp nói không nên lời. Thương Mai ngồi xuống, trong lòng khó chịu thì cứ nói ra đi. Trên gương mặt của Tô Thanh Liên xuất hiện ý cười, nói ra thì làm được cái gì đây, nhu giao sẽ trở về nhà. Trong lòng của ngươi rốt cuộc là có thích nàng ấy không vậy? Thương Mai không hỏi hỏi. Nàng ấy là một cô nương rất tốt. Thẻ người tốt à, nhu giao không cần. Người thích linh lợi." Tô Thanh đặt chén rượu qua một bên, giãn gần cốt một cái, sau đó lại lười biếng dựa trên lan can trông vô cùng nhàm chán. "Bây giờ ta không muốn nói những chuyện này." "Được rồi, ta cũng không biết phải khuyên ngươi như thế nào, từ đầu đến cuối trong lòng của ta đối với Nhu Dao đều có mang theo một tia hy vọng, cảm thấy rằng nàng ấy sẽ trở lại." Tô Thanh cười rất nhiều, đúng vậy đó. Hắn giống như là đã phong bế lòng mình, ngược lại làm cho Thương Mai không biết phải nói cái gì. Cả hai đều im lặng, Thương Mai đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của hắn, sau đó đi vào trong. Có một số việc có an ủi cũng vô dụng mà thôi, phải tự mình chậm rãi bước từng bước mới có tác dụng. Trở về phòng của mình, Thương Mai đi pha một ấm trà, đưa một ly qua cho mộ dung khanh. Mộ Dung Khanh cầm trong tay tách trà màu vàng được tô điểm những bông hoa mai, sắc mặt có phần do dự. Đang nghĩ cái gì vậy? Thương Mai tẩy lớp trang điểm và vật trang sức, quay đầu lại hỏi hắn. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt uống một hớp, hồi kinh, trong lòng có cảm nhận gì? Còn có thể có cảm nhận gì nữa chứ? Không có gì hơn là nhớ nhung nhà. Thương Mai cười khẽ, trong lòng lại cảm thấy buồn vô cớ. Lần này chúng ta mang theo rất nhiều công lao trở về mộ dung khanh nói ít mà ý nhiều đúng vậy nhưng mà nói sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người thương mai nhìn gương mặt của mình trong gương những ngày gần đây bận rộn bôn ba cộng thêm việc bị thương sắc mặt trông rất tái nhợt vết máu ứ động bên đáy mắt vẫn không tan đi tiêu tụy đến nỗi mà ngay cả bản thân cũng không muốn nhìn bổn vương nhất định sẽ không để nàng phải chịu ấm ức đôi mắt của mộ dung khanh âm độc chưa chắc là ta sẽ ấm ức thương mai bước qua hai tay vòng lên cổ của hắn Thương Mai nói khẽ, "Lão thất hà, sau khi trở về người làm cái gì thì cứ làm cái đó đi, tuyệt đối đừng bởi vì ta mà có chỗ kiêng kỵ." Trong đáy mắt của Mộ Dung Khanh có một tia kiềm chế, hắn há hốc mồm, lại không nói cái gì hết, chỉ hôn lên đôi môi của cô. Thân mật một hồi lâu hai người mới tách ra, Thương Mai thật sự kiềm chế không được mà phá hư phong cảnh, hơn nữa điều kiện trao đổi của người với Trần Quốc Vương gia, người có cứu ông ta không? mộ dung khanh nâng mắt lên ông ta sẽ sống nhưng mà sống như thế nào sống thành bộ dạng gì thế thì không phải là chuyện mà bổn vương phải quan tâm hắn mổ một cái lên đôi môi ửng đỏ hơi sưng lên của thương mai đưa tay ôm cô lại hai người liên lăn lên trên giường mộ dung khanh đè người lên trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt phả lên trên mặt của thương mai bản thân thương mai cũng uống mấy chén não hơi choáng váng sắc mặt đỏ lên giống như là một đóa hoa Bóp một cái liền ra được giọt nước mộ dung khanh mê mẩn nhìn cô. Nhưng mà Thương Mai lại không hề quan tâm. Mộ Dung Khanh không vui nói, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy, không chuyên tâm như thế. Thương Mai dứt khoát ngồi dậy, nói, ngày hôm đó buổi tiệc ở trong cung, ta nhận thấy hoạn quan ở bên cạnh Khang Bình đế có chút quen mắt, cũng không phải là tướng mạo nhìn quen mắt, chỉ là động tác của hắn ta bộ pháp bóng lưng dường như là đã gặp ở nơi nào đó. Nàng có thể nhận ra được mấy người ở trong cung mộ dung khanh cười nói là không quen biết vậy mà đã tiến cùng một lần ngay cả hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy thương mai cũng cảm thấy xấu hổ vậy chắc có lẽ là do nàng nhạy cảm rồi nàng đừng lo lắng quá nhiều trước khi đi bổn vương với kỳ vương đã bỗng nhiên thương mai lại ngẩng đầu lên kỳ vương à đúng rồi động tác và bộ pháp của người kia đều cực kỳ giống với kỳ vương mộ dung khanh khẽ giật mình sau đó đưa tay lên xoa lên trên trán của cô nàng không sao đó chứ một tên hoạn quan thôi mà sao lại có thể giống kỳ vương được hơn nữa nếu như thật sự giống kỳ vương sao bổn vương lại không nhận ra không phải là tướng mạo mà là bóng lưng động tác đều rất giống với kỳ vương trong đầu của thương mai cảm thấy có đồ vật gì đó đang bị kìm lại có làm như thế nào cũng không nghĩ ra được nó mộ dung khanh suy nghĩ một chút bỗng nhiên mở cửa đi tìm linh lợi linh lợi nghe thấy thương mai nói như vậy nếu mày suy nghĩ một chút thuật dịch dung có thể làm thay đổi dung mạo của một người nhưng mà ngôn ngữ tay chân bởi vì nguyên nhân quen thuộc cho nên luôn rất khó thay đổi, cho nên có rất ít người bị vạch trần, hơn một phần nữa là bởi vì động tác quán tính cùng với giọng điệu nói chuyện. Linh lợi, người đã từng gặp sở kính chưa? Thương Mai hỏi. Linh lợi tự phụ cười một tiếng, đương nhiên là đã gặp rồi, đó là Hoàng Cung Bắc Mạc mà, thuộc hạ cũng đã đến đó mấy lần. Người cảm thấy hắn ta với kỳ vương có gì giống nhau không? Thương Mai hỏi. Là huynh đệ với nhau, có đôi khi ngoại trừ dung mạo tương tự thì động tác thân xác cũng sẽ tương tự. Thương Mai hỏi như vậy, Linh Lợi liền có chút giật mình rồi nói, nhắc tới thì thật sự có điểm tương tự, hai người bọn họ rất thích chắp tay đằng sau lưng lúc đi, lúc đi thì lưng đứng thật thẳng, Thuộc Hạ đã nhìn thấy Kỳ Vương rất thích phất tay áo, lúc Thuộc Hạ vào cung gặp Sở Kính cũng có động tác này. Nói xong liền phất ống tay áo một chút, làm mẫu một lần. Mộ Dung Khanh kinh ngạc nhìn rồi nói, không sai kỳ vương rất hay làm như thế này. Thương Mai bỗng nhiên nhìn về phía mộ dung khanh, Trấn quốc vương ra nói dối rồi sở kính không đến Nam quận tìm lạc thân vương, mà là ở lại bên cạnh Khang Bình Đế. Mộ dung khanh tỉnh táo lại, đè tay mình một chút, nói với Linh Lợi, gọi Tô Thanh và Tiêu Thác đến đây, có lẽ là có chuyện rồi. Vâng, Linh Lợi quay người đi. Lúc Tô Thanh đến thì đã uống say bảy tám phần, nhưng mà nghe thấy bác mạc có thay đổi, vội vàng giật mình một cái, tỉnh rượu được một nửa, cùng với tiêu thác trừng to mắt mà nhìn mộ dung khanh. chương 633, An Công Chúa đến rồi. Thương Mai nói những chuyện mà lúc nãy cô đã phân tích với mộ dung khanh và linh lợi cho bọn họ nghe, sau khi hai người bọn họ nghe xong nhìn nhau một chút, tiêu thác khó chịu cả nửa ngày rồi mới nói có phải là người đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dựa vào một bóng lưng và động tác của người ta mà có thế kết luận sở kính ở lại bên cạnh Khang Bình để hẳn ta có thể chạy thoát được mà tại sao lại phải mạo hiếm như vậy tuy là tô thanh có hơi say nhưng mà suy nghĩ vẫn luôn tinh tế hơn người thường nói tiêu thác chỉ sợ không phải là do vương phi nhạy cảm đâu mà thật sự có khả năng đó đó trên đời này nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hẳn ta có thể dịch dung trở thành người bên cạnh khang bình đế ai sẽ sinh lòng nghi ngờ với hẳn ta đây ngược lại là hẳn ta chạy đi thì mới nguy hiếm thương mai nói ta nghi ngờ hai điểm chỉ là một góc nhìn mà thôi nhưng mà mọi người cũng không ngại thảo luận một chút chứ nàng cứ nói đi mộ dung khanh nheo mắt lại thương mai gật đầu đưa tay đặt trên cái bàn trà bằng gỗ lim nhỏ giọng nói trần quốc phương ra gây chuyện là do tần lão thái thái thúc đấy tần lão thái thái nói tân ra sẽ là chỗ dựa cho ông ta thế là trấn quốc phương ra liền dẫn người tiến cung nhưng mà sau khi trấn quốc phương ra tiến cung rồi thì người của tân Gia lại không tới cho dù ông ta có nghi ngờ nhưng mà khi đó đã bắt buộc phải làm rồi ông ta cũng chỉ có thể thí quân mà thôi mưu cầu đại sự nhưng mà hoàng đế lại đâm đầu vào kiếm của ông ta mà chết đi chuyện này nghe hình như là tình tiết của câu chuyện cây rong đầu thương mai dừng lại một chút cảm thấy cổ họng có hơi khô cô uống một cốc nước rồi tiếp tục nói điểm thứ hai lòng lão tướng quân đi tìm lão thái thái của tần ra để cầu hôn nhưng mà lão thái thái của tân ra lại đồng ý hôn sự này mọi người có cảm thấy kỳ quái không mộ dung khanh thản nhiên nói điểm đó bổn vương cũng cảm thấy không ổn nói xong hắn tán thưởng nhìn thương mai một chút Tiêu Thác suy nghĩ một chút, có lẽ là bà ta lo lắng hôn sự của Tân Châu, bà ta lại không biết rằng Tân Châu không thích nam tử. Không đâu, một lão thái thái nhìn thấu đáo mọi chuyện như thế sẽ phạm vào sai lầm có tính nguyên tắc như thế này à. Long gia và Tân gia một khi kết thân với nhau, hoàng đế sẽ không cảm thấy có uy hiếp, chắc chắn là bà ta có thể nghĩ tới điểm đó, nhưng mà lại khuyến khích Long lão tướng quân đến trước mặt thánh thượng cầu tứ hôn, đây rõ ràng là cho hoàng thượng một lời cảnh cáo. Tô Thanh nếu như ngươi là hoàng thượng thì ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Thanh suy nghĩ một chút, nói đầu tiên đương nhiên là không đồng ý hôn sự này, nếu như binh quyền trong tay của Long Gia và Tân Gia kết hợp thành một nhà thì hoàng đế căn bản chính là thùng rỗng kêu o. Tiếp theo đây sẽ từ từ nghĩ biện pháp để làm tan giã binh quyền ở trong tay của Tân Châu và Long Lão Tướng Quân, mà hoàng đế dù sao thì cũng phải tập trung binh quyền ở trong tay của mình mới có thể an toàn được, dù sao thì bây giờ đã đạt thành hòa bình trăm năm với Đại Chu, chúng ta sẽ võ tướng ở trong triều sẽ từ từ có một bộ phận buông bỏ người có thể nghĩ đến vậy thì lão thái thái không thể nghĩ tới được à thương mai hỏi lại sắc mặt của tô thanh thay đổi người nói rằng người mà lão thái thái ủng hộ chân chính đó chính là sở kính nhưng mà tại sao bà ta lại phải khuyến khích trấn quốc vương ra tiến cung cơ chứ mộ dung khanh nói bởi vì có một số việc có thể giấu diếm trấn quốc vương ra nhưng mà không thể giấu diếm tân châu chết ở dưới tay của Trấn Quốc Vương ra còn có thể gặp thi thể của Trấn Quốc Vương ra tan nát. Thế thì Tân Châu và Khang Bình Đế sẽ không thể nào nghiệm thi được nhưng mà cuối cùng không phải cũng không thể gạt được Trấn Quốc Vương ra à. Thương Mai chậm rãi nói, không sai, cuối cùng không thể lừa gạt chấn Quốc Vương ra, bọn họ là huynh đệ nhiều năm rồi, chắc chắn là hết sức quen thuộc lẫn nhau, chỉ sợ là sau này Trấn Quốc Vương ra mới biết được, đương nhiên là có phần lớn nguyên nhân là bởi vì bọn họ quá vội vàng, Tân Châu tạm thời khởi sự đương nhiên là bọn họ ứng phó phải vội vàng, Mộ Dung Khanh nói. Nhưng mà, Tô Thanh không hiểu error su như là thật thế thì sở kính ở trong cung vì cái gì vậy chứ, hắn ta phải cải trang thành một hoạn quan thì có thể chi phối được quyết định của Khang Bình Đế. Cho dù như thế nào thì không phải là hắn ta muốn giết Khang Bình Đế đó chứ. Cho dù có giết Khang Bình Đế thì có thể làm gì đâu, binh quyền nãm ở trong tay của Tân Châu mà, nếu như Tân Châu chết rồi, thế thì binh quyền sẽ rơi vào trong tay của người nào? Mộ Dung Khanh hỏi lại. Tô Thanh trầm tư một lát, vậy nếu như hoàng đế vẫn còn chưa kịp thu hồi binh quyền, vậy thì binh quyền sẽ được xác định ra vào trong tay của Tân gia lão tướng quân hoặc là vào trong tay của lão thái thái, vậy thì nếu như là Tân lão tướng quân và lão thái thái thật sự đều là người của Sở Kính, thế thì Giang Sơn này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của người nào, còn không phải là Sở Kính nữa. Đến lúc đó không chỉ Giang Sơn đã trở về binh quyền cũng đã quay về rồi, sở kính chắc chắn như vậy à tân gia lão thái thái và lão tướng quân sẽ luôn trung thành với ông ta ư. Tiêu thác thật sự không hiểu. Thương Mai nói, tân gia vẫn luôn không làm phản mà nhiều năm như vậy rồi đều lấy sở gia Hoàng Triều làm chủ, nói như thế không phải tân châu kêu tổ mẫu của nàng ta phản bội hả. Tô Thanh nghẹn ngào, 10 năm, chỉ sợ rằng kế hoạch này cũng là suy nghĩ nhất thời. Bọn họ biết không có cách nào đối phó với sự phản loạn của Tân Châu cho nên mới tương kế tự kế, Thương Mai nói. Tô Thanh nhíu mày, nếu như sở kính thật sự. Thành công thì chỉ sợ là không nhìn thấy được ngày hòa bình của cả hai nước. Mộ Dung Khanh nói, không sai, hơn nữa nếu như sở kính thật sự trở thành hoạn quan ở bên cạnh Khang Bình Đế, vậy thì chắc chắn hoạn quan này sẽ là người đi theo Khang Bình Đế nhiều năm, có lẽ là Vương Hoàng Hậu cũng sẽ tin tưởng ông ta, nếu không thì là ai thông báo cho Vương Hoàng Hậu biết rằng Khang Bình Đế có tâm tư với Tân Châu, đây là muốn Vương Hoàng Hậu phải nói đến chuyện hôn sự này, như thế thì dựa vào hoàn cảnh của Khang Bình Đế, sợ nghĩ biện pháp để làm tan giã binh quyền của Tân Châu nhưng mà kế sách mà lại không thành. Thế là lại ra tay với Tân Châu, bây giờ Thái Tử đang ở Nam Quận, chắc có lẽ là Tân Lão Thái Thái cũng đã sớm đứa thư cho Lạc Thân Vương, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp không phải là Bắc Mạc sẽ là của bọn họ rồi à. Chúng ta làm nhiều như vậy đều uổng phí hết, tiêu thác thầm nói, sao mà ta nghe thấy dường như tất cả mọi thứ đều là âm mưu vậy nè. Có khi nào là hoàng đế chỉ muốn thu hồi binh quyền, đi một nước cờ nguy hiểm, cố ý giết bách tính để gọi Tân Châu mưu phản, rồi sau đó thừa dịp lúc bọn họ đang lơ là thì nhất cử đoạt lại. Làm như vậy quá nguy hiểm, sợ chưa chắc sở kính sẽ đồng ý, lúc trước có lẽ là hắn ta cũng đã muốn nhanh chóng xâm lấn đại chu của chúng ta, cho nên mới giết chết nạn dân để che giấu tất cả, mộ dung khanh nói. Phân tích tới phân tích lui như thế này làm cho người ta phải cảm thấy hoảng sợ mộ dung khanh suy nghĩ một lát nói với tô thanh tân châu và người ở bên cạnh khang bình đế có thể sử dụng mưu trí không nhiều tô thanh ngươi và linh lợi đi một chuyến đi nhắc nhở không dễ nóng mới có thể lấy được hòa bình cũng đừng thật sự bị hủy tô thanh nói được rồi ta sẽ lập tức đi thu thập hành trang trở về trong đêm tô thanh vừa đi ra khỏi cửa liền gặp binh sĩ dịch quán bước vào vương ra có an cô nương cầu kiến mộ dung khanh và thương mai nhìn nhau an cô nương không phải là an công chúa đó hả à? mau mời nàng ấy vào đi thương mai vội vàng nói người đến quả nhiên là an công chúa nàng ấy mặc một bộ y phục vải thô mái tóc thật khỏe được búi ở sau đầu chỉ được định lại bằng một cây châm ngọc bích đi cùng với nàng ấy còn có mấy người đều là ám vệ của nàng ấy hành động của bọn họ đều rất vội vàng nhìn bộ dáng có lẽ là đuổi theo cả một đường mời vào an công chúa cho người chờ ở ngoài cửa vẻ mặt nghiêm túc nói may mà các người vẫn còn chưa đến xảy ra chuyện rồi, trong lòng mọi người đều chấn động, lúc này mới vừa nói xong An công chúa liền đến nói là xảy ra chuyện. Trước tiên thương mai mời nàng ấy ngồi xuống, đưa một chén trà rồi nói, môi của công chúa khô lắm, uống chút nước cho thấm giọng đi, An công chúa nhận lấy, nói một tiếng tạ ơn, sau đó uống cạn một một tách trà. chương 634, Sở Kính thật độc ác. An công chúa lấy lại bình tĩnh. Nói, ngày thứ ba sau khi mọi người đi thì vương hoàng hậu đã chết rồi, là Tần Châu đã giết bà ta. Cái gì chứ, đám người hoảng hốt. Thương Mai lắc đầu, ta không tin đâu, sao Tần Châu lại có thể giết đương kim hoàng hậu được chứ? Thiên hạ vất vả lắm mới có thể ổn định lại, tại sao vào thời điểm này Tần Châu lại khởi loạn giết hoàng hậu, đây chính là đại tội, hoàng đế cũng không thể nào bảo vệ được. Nhân chứng vật chứng đều rất rõ ràng, An Công Chúa bần thần nói. Nhân chứng là ai vậy, vật chứng là cái gì? Thương Mai hỏi. An công chúa nhìn biểu cảm kinh ngạc của đám người, cười khổ nói, nhân chứng lại là lão thái thái Tần gia, về phần vật. Chứng thì là cây bội kiếm ở bên người của Tần Châu, nhìn thấy tại chỗ. Thương Mai và Mộ Dung Khanh liếc nhìn nhau, xem ra là những gì mà mình vừa đoán đã đúng 89 phần 10. An công chúa thở dài một hơi rồi mới nói ngọn nguồn. Ngày hôm đó mới sáng sớm vương hoàng hậu đã cho gọi lão thái thái Tần gia vào trong cung, bởi vì phong hào nhất phẩm cáo mệnh cho lão thái thái tần ra cho nên vốn dĩ lão thái thái vào cung là để tạ ơn, ý chỉ cũng không muốn tần châu vào cung cùng, là lão thái thái tần ra muốn tần châu đi cùng. Sau khi tiến cung, di huyền điện của hoàng hậu nghe nói là còn kêu thêm mấy vị thái phi tới, sau đó tần châu và vương hoàng hậu bởi vì hôn sự của long lão tướng quân mà đã ẩm ỉ vài câu, cuối cùng tần châu lại cầm kiếm đâm vương hoàng hậu, vương hoàng hậu chết ngay tại chỗ. Thương Mai hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là nói còn có mấy vị Thái Phi tận mắt chứng kiến nhìn thấy Tần Châu giết người. Thái Phi thì không thấy gì, là Tần Lão Thái Thái nhìn thấy, bởi vì lúc cãi nhau thì Lão Thái Thái Tần ra đã xin Hoàng hậu và Tần. Châu tiến vào nội điện, nói là nói riêng với nhau vài câu. Chỉ là sau khi đi vào Tần Châu vẫn còn đang rất tức giận, vẫn luôn mắng chửi, mấy Thái Phi thì cũng nghe thấy, sau đó liền nghe thấy Vương Hoàng hậu hét lên một tiếng thảm thiết lúc bọn họ đi vào thì vương hoàng hậu đã chết rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, Thương Mai nói, đến cùng là Tần Châu và Vương Hoàng hậu gây gổ với nhau về chuyện gì? Là hôn sự của Tần Châu, Vương Hoàng hậu nói là Long lão tướng quân đã tìm được nàng ta, muốn nàng ta chủ trì tứ hôn của Long Thái Tôn và Tần Châu, Tần Châu phản đối. Vương Hoàng hậu đã nói một câu, nói là quận vương không nhìn chúng cháu trai của Long lão tướng quân, có phải là có tâm tư muốn trèo cao không? Tần Châu Liên trở nên giận dữ, không thèm để ý đến thân phận của mình mà chống đối lại Vương Hoàng Hậu. Thân phận Vương Hoàng Hậu tôn quý, sao có thể chịu đựng được? Lập tức quát lên một câu, Tần Châu vốn dĩ là một người kiên cường, nghe nói Vương Hoàng Hậu đang muốn châm ngòi mối quan hệ của nàng ta với Hoàng Thượng, bởi vì những lời này trước mặt Thái Phi vô cùng bất nhã, Tần gia lão Thái Thái có mặt ở đó còn tán Tần Châu một bạt tay. Sau lại mời Vương Hoàng Hậu đi vào để Tần Châu trách tội, chỉ là sau khi đi vào vương hoàng hậu vẫn mở miệng châm chọc, rồi thế là Tần Châu Liên giết chết vương hoàng hậu. Mộ Dung Khanh nghe thấy vấn đề, nói cách khác người nhìn thấy Tần Châu giết người cũng chỉ có lão thái thái Tần Gia. Đúng vậy, nhưng mà Tần Gia chắc là không nói láo đâu hả? Đây chính là cháu gái bảo bối của bà ta mà, ăn công chúa nói. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, ai mà biết được. Ăn công chúa khẽ giật mình nhìn về phía mộ Dung Khanh, nhìn thấy sắc mặt của hắn khác thường, lập tức cũng suy nghĩ sâu xa hơn thương mai hỏi công chúa hiện tại tần châu như thế nào rồi tần lão thái thái tự tay trói nàng ta lại đã giải vào trong thiên lao rồi lúc thượng chiêu tần lão thái thái tự mình quỳ tội nói là quản giáo không nghiêm cho nên cháu mới hung ác như thế mời hoàng thượng giáng tội với tần gia còn nữa trước tiên phải trục xuất tần châu khỏi quân làm mất quân tịch mộ dung khanh lạnh lùng nói nếu như không có quân tịch thì không có cách nào khống chế binh quyền lão thái thái tự diễn kịch nhỉ công chúa có nhìn thấy tần châu không thương mai hỏi công chúa ăn công chúa lắc đầu sao có thể gặp được chứ ngay cả kỳ vương cũng không gặp được nữa là bởi vì giết hoàng hậu bản án đã sớm làm kinh động đến hình bộ cho dù hoàng thượng có thiên vị đi nữa thì cũng không thể nào hơn nữa trong đêm hôm đó hoàng thượng đã sai người tìm đến bổn cung kêu bổn cung đi tìm vương gia và vương phi, nói là chắc chắn hai người có biện pháp cứu Tần Châu. Tần đế vừa mới đăng cơ, tất cả những gì mà hắn ta có đều là do Tần Châu đã mang đến, hắn ta ngay cả mối quan hệ của mình cũng không có, không có Tần Châu thì hoàng vị của hắn ta cũng sẽ không còn tác dụng nữa. Hắn ta không có cách nào vượt qua hình bộ, tự mình thả Tần Châu ra. Thương Mai chợt nhớ đến lời mà Tiêu Thác mới vừa nói, có phải là vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu đốt đuôi sói, nạn dân an thành chết đói đều là một âm mưu, mục đích là muốn Tần Châu tạo phản, sắp đặt rất tốt, chiếm được bên quyền của Tần Châu, bởi vì không có Tần Châu, Tần Đế tính là cái gì, còn không phải là thịt treo trên thất tùy ý xâm lược. Tiêu thác đầu to đuôi tôm nhưng mà có lý lẽ này, nhìn ra được chân tướng. Nghĩ đến đây, Thương Mai liền vội vàng hỏi, An công chúa, cái tên hoạn quan đi theo bên cạnh hoàng thượng, công chúa có biết là ai không? Hoạn quan hả, An công chúa hít mắt lại, suy nghĩ một chút vương phi nói là lưu sư đó à ta cũng không biết nữa nhưng mà ngày hôm đó trong cuộc chiến ở bên cạnh hoàng thượng có một người đứng đó linh lợi nói hắn ta trông có vẻ rất giống sở kính thương mai nói vương gia ăn công chúa nhìn về phía mộ dung khanh kỳ vương ca ca nói với ta rằng hoàng thượng tiên đế vẫn còn chưa chết có đúng không vậy trấn quốc vương gia đã nói rồi thì chắc là thật mộ dung khanh nói ăn công chúa thở dài một tiếng rồi nói thật ra thì lúc ấy bổn cung đã cảm thấy tất cả mọi chuyện đều quá mức thuận lợi cho nên vẫn luôn âm thầm quan sát chẳng qua là cảm thấy mặc dù chuyện này quá dễ nhưng mà cũng không điều tra ra được cái gì ngược lại là tần lão thái thái một người lúc đầu không phải là người quan tâm mọi chuyện cho lắm bỗng nhiên lúc ấy lại trở nên quan tâm hơn lúc đó bổn cung đã cảm thấy kỳ quái rồi còn có lưu sư vốn dĩ là người hầu hạ sở nguyệt nhiều năm cũng là năm đó hoàng thái hậu ban thưởng cho sở nguyệt thật ra thì hoàng thái hậu đã sắp xếp người ở bên cạnh của hoàng tử và công chúa bên cạnh bổn cung cũng có chỉ là sau đó bổn cung đã đuổi ra ngoài nếu như hoàng thượng vẫn còn chưa chết mà ở lại trong cung như vậy thì ăn công chúa tự mình nói mà cũng cảm thấy đáng sợ lại nói không được nữa thương mai nghỉ hoặc hỏi nếu như sở kính vẫn chưa chết hắn ta tạo ra một vở kịch lớn như thế mục đích là vì để làm tan giã binh quyền của tần châu thương mai cảm thấy không ổn Chắc chắn là đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Trong đầu của Mộ Dung Khanh đột nhiên lại lóe lên, nghiêm giọng nói, "Không, không chỉ là như thế, Hòa ước Khang Bình đế ký cùng với chúng ta, chúng ta đi rồi đồng thời Tiêu Kiêu đã lui binh." Thương Mai bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, "Không sai, Tiêu Kiêu lui binh, bây giờ Tần Châu lại đang ở trong mục, binh quyền đang nằm ở trong tay của Tần lão thái thái và Long lão tướng quân, nếu như lúc này vùng dậy đuổi theo giết chúng ta thì chúng ta sẽ trở tay không kịp." đại chu của chúng ta chắc chắn binh lính sẽ tan rã. Tô Thanh cũng nói với sắc mặt trắng bệch, không sai, nếu như chúng ta vẫn còn chưa nhìn thấu âm mưu trong đó, mang theo quốc thư hòa bình này liên cho rằng biên cảnh đã hòa bình, làm gì có người ở lại do thám tình hình quân sự, đến lúc đó chỉ sợ là binh lính tiếp cận thành rồi mà chúng ta vẫn còn chưa biết. Mộ Dung Khanh vỗ bàn một cái, tức giận nói kế sách thật độc ác. Sau khi thương mai tức giận nhưng mà lại không thể không bội phục sở kính, loại phương thức tìm đường sống trong chỗ chết, thậm chí ngay cả đế vị của mình và cũng có thể vứt bỏ, chính là muốn thôn tính đại chu, giá tâm của hắn ta đã thắng hết tất cả, nếu như đạt được thì đại chu tuyệt đối sẽ không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn ta. Mà nếu như bạn họ cầm quốc thư hòa bình này trở về, cả nước thả lỏng, đến lúc đó bắc mạc xâm lược diện rộng, bọn họ sẽ trở thành tội nhân của đại chu, là tội nhân mang theo tiếng xấu muôn đời. Chương 635, Thương Mai Hồi Kinh trong đầu của Thương Mai và Mộ Dung Khanh Thâm kêu lên một câu thật nguy hiểm. Không có thời gian để tổng kết kinh nghiệm, nhất định phải lập tức phân người ra. Được, chỉ có mấy người may mắn là ở gần trong kinh, Tô Thanh có thể trở về để điều động thêm người, điều động tất cả ám vệ đến, với lại Đao lão đại vẫn luôn suốt sáng muốn có nhiệm vụ, lúc này đã có phần của hắn ta rồi. Dạ Vương thừa dịp đến buổi tối nghe bác Mạc hỗn loạn, hắn ta không hề kiêng rè chút nào mà chỉ trích thất ca thất tẩu, hai người quá bất cần, sao sở kính lại có thể dễ dàng đối phó như vậy được chứ? Những năm gần đây ông ta trốn sau lưng Tào Hậu và Trấn Quốc Vương ra, kìm nén quá lâu, nếu như ông ta không có được mấy phần quyền mưa và lực lượng thì sao có thể ngồi trên long ỉ lâu như vậy? Lực lượng của ông ta là Tần Gia, không phải là Tần Châu, mọi người đều đã bị ông ta lừa gạt rồi. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đều xấu hổ cúi đầu, sở kính chó má. Ăn công chúa nghe vậy, lạnh lùng thốt lên, phải không, nói cũng hay quá đó nhỉ. Chỉ là nghe nói lúc trước người cũng mắc bẫy của hắn ta, thiếu chút nữa đã gỡ xuống một đôi tay rồi, nếu như không phải là bản cung cứu giúp thì bây giờ ngươi đã. Hừ hừ, nói xong, nàng ta lại liếc nhìn hai tay của hắn ta. Giả dạ vương chẳng biết xấu hổ mà nói, đó là bởi vì ta biết công chúa sẽ ra tay cứu giúp, không phải là cuối cùng ta cũng đã trở về toàn vẹn, nói cho cùng thì nhân mạch của chúng ta đầy đủ, Mọi người mang theo mấy con mèo mà muốn dung chuyển gian sơn của Sở Kính được à? Thật là mắc cười. Đủ rồi, Mộ Dung Khanh thẹn quá hóa giận, nói hắn một câu hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì hắn không thể nhịn được, đây vốn dĩ chính là chuyện của Bắc Mạc, ai biết Tần Châu lại không còn dùng được như thế. Thương Mai không khỏi giải thích cho Tần Châu, chuyện này không có liên quan gì đến Tần Châu hết, nàng ấy chỉ là võ tướng mà thôi, đầu óc đơn giản. Đơn thuần bị thái tổ mẫu của mình lợi dụng cũng dễ hiểu mà. Hơn nữa ai biết rằng lão thái thái luôn luôn chính nghĩa mà bụng dạ lại độc ác như vậy cơ chứ. Sau khi thương mai đến thời cổ đại thì phát hiện nữ nhân càng già càng không đơn giản, từ lão phu nhân tướng phủ đến quý thái phi còn có thái hoàng thái hậu, bây giờ lại có thêm tần lão thái thái, thật sự là không bằng chơi mà trượt luôn đi. Cộng thêm cả lão thái quân, nói không chừng còn có thể mua ngựa gì đó. Mộ Dung Khanh nghe thấy cô giải thích cho Tần Châu, gương mặt đen thui, ánh mắt nheo lại lộ ra tia sáng lạnh lẽo, là vậy à? sớm biết vậy thì cứ dựa theo phương thức của bổn vương để long lão tướng quân làm lung lay phái chủ hòa, dù sao thì cũng tốt hơn là tùy tiện xuất thủ. ngược lại trung kế của sở kính, tiêu tháp nói, ngược lại là ta cảm thấy sở kính biết phương gia muốn liên hiệp với phái chủ hòa muốn ép hắn, mới có thể để tần lão thái thái ra tay ép chấn quốc vương gia phải bước vô thoái vị, có lẽ là ở bên cạnh tần châu vẫn luôn có gian tế quyết sách và hành động của chúng ta đều bị đối phương nắm rỡ. Bây giờ suy nghĩ lại bọn tần châu tiến vào ngự thú viên để lấy lương thực và lấy thuốc sao lại có thể dễ dàng như vậy được chứ? Người chết và bị thương cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Không phải trước đó đã tìm được gian tế rồi à, có điều là... Loan Loan suy nghĩ một chút, nhìn Thương Mai rồi nói, tại sao chúng ta lại cho rằng gian tế chỉ có một người? Thương Mai lập tức cảm thấy thật thất bại, cảm giác thành công vui vẻ lúc trước đã không còn sót lại chút gì nữa, chỉ còn lại sự phẫn nộ do bị người khác lừa gạt. Đúng vậy, vì cái gì mà gian tế chỉ có một người? Mặc dù giả vương rất thích xem biểu cảm kinh ngạc của người khác, nhưng mà liên quan đến chuyện trọng đại, bây giờ đại chu đã hoàn toàn lui binh, muốn thông báo cho tiêu kiêu chỉnh đốn quân sĩ lao đến vị trí thuận lợi đã chiếm trước đó sợ là không thể nào. Cho nên biện pháp tốt nhất là tương trợ cho Tần Châu nhìn thấu âm mưu của sở kính để từ đây hắn ta vĩnh viễn sẽ bước xuống từ vị trí đó, chết không có chỗ chôn thây là tốt nhất. Sau khi bàn bạc với nhau, Mộ Dung Khanh hỏi Dạ Vương, bây giờ tình huống ở trong kinh như thế nào? Dạ Vương nở nụ cười, rất đặc sắc. Đặc sắc, đặc sắc như thế nào, nói trọng điểm đi. Mộ Dung Khanh hơi bực bội. Thứ nhất, Dạ Vương nghiêm trang hắn giọng, chúc mừng huynh có thêm một vị tẩu tử, hoàng đế ca ca của chúng ta lập hậu rồi. Mẫu hậu còn chưa đi được một năm, thế mà huynh ấy đã lập hậu rồi. Trong đôi mắt sắc bén của mộ dung khanh lóe ra một tia lạnh lùng, không sai, thủ đoạn của vị hoàng hậu này quả thật rất mạnh mẽ, nhưng mà tiếp nhận phượng ấn nửa tháng, hậu cung đã bị nàng ta chỉnh đốn nghiêm chỉnh cả rồi. Giả vương châm chọc nói. Tần hậu là ai vậy? Thương Mai hỏi. Giả vương nói, cháu gái trưởng của Hồ Gia, Hồ Hoan Linh, đường tỷ của Hồ Hạnh Nhi. Đám người a lên một tiếng, Thương Mai cảm thấy đau cả đầu, Hồ Gia cũng liên lụy vào rồi. Hồ lão gia tử sao lại đồng ý hôn sự này thế? hơn nữa hoàng thượng lập con gái của thương nhân làm hậu chuyện này thật sự là tô thanh nhíu mày thân phận của hoàng hậu tôn quý nhất định phải xuất thân trên mọi người tốt nhất là có tước vị hoặc là cháu gái con gái của trọng thần dù là thương nhân giàu có trên thiên hạ nhưng mà địa vị nói tóm lại là thấp sao có thể lập hậu được thương mai thản nhiên nói hồ lão thái gia được phép không đồng ý à đó là thánh chỉ ai dám chống lại dạ vương gật đầu nói lập hậu xong còn sắc phong thêm một vị quý phi, là Tôn Phương Nhi. Chuyện này thì tất cả mọi người có thể đoán trước được, chỉ là Tôn Phương Nhi là nàng dâu chưa xuất giá của Nam Hoài Vương, hắn ta loại đoạt cô dâu của đệ đệ trắng trợn như thế, bây giờ Hoàng thượng không cần mặt mũi chút nào. Không chỉ có như thế, chúng ta cần có nhiều thêm một người mẫu hậu bởi vì việc này mà đã làm cho Tam Ca vài đêm ngủ không ngon. Dạ Vương cười khổ. Vì mẫu hậu kia là ai vậy? Sắc mặt của mộ dung khanh lạnh như băng, lên tiếng hỏi. Tập Thái Phi, bây giờ được phong làm thịnh đức Hoàng Thái Hậu. Tất cả mọi người dường như đã quên đi một có người như vậy, Tập Thái Phi là Thái Tử Phi đầu tiên lúc tiên đế vẫn còn là Thái Tử đã lập, nhưng mà bởi vì ghen tuông mà đã hại chết đứa nhỏ ở trong bụng của Kim Lương Việt, bị tiên đế đày xuống làm Lương Việt, sau khi vào cung cũng chỉ phong Quý Phi, vẫn luôn không ra cung, cũng không được sủng ái, chịu dày vò ở trong cung nhiều năm, sau khi tiên đế chết rồi nàng ta bảo vệ danh tiếng nhà mẹ đẻ hiền hách cho nên cũng nhặt được chức vị thái phi. Không ngờ đến là ngày hôm nay hoàng thượng lại phong cho nàng ta là thịnh đức hoàng thái hậu trưởng quản hậu cung cùng với hồ hoan linh. Cho nên giả vương nhìn thương mai thật lâu, thất tẩu, bây giờ mai phi nương nương bị chèn ép rất dữ dội, cho nên tẩu không thể đến bắc mạc được, dịch chứng đã có thuốc rồi, tẩu vẫn nên trở về giúp đỡ một chút đi. Thương mai hoàn toàn bó tay, không thể yên tĩnh được một chút hả? nam hoài vương thì sao thương mai nhíu mày hỏi bây giờ hắn ta rất an phận bị cấm túc rồi cũng không làm được chuyện gì đâu dạ vương nói thương mai nhìn về phía mộ dung khanh mộ dung khanh có chút không yên lòng khi cô trở về trong thời thế hỗn loạn nói không có người nào có thể khống chế được tập thái phi à thất ca không biết tính tình của người đó dạ vương thấy phiền phức nhất là những chuyện này nếu như không phải là bởi vì Hồ gia thì hắn ta thật sự không muốn phải nhúng tay vào chuyện này. Mẫu thân của ta vẫn còn đang ở trong cung à?" Thương Mai hỏi. Dạ Vương gật đầu, không sai, đệ đệ và mẫu thân của Hoàng Tẩu vẫn còn đang ở trong cung. Vậy thì Thương Mai cần phải trở về, lúc đó khi nói chuyện phiếm với Hồ Hạnh Nhi đã nghe nàng ta nói là vị Hồ Hoan Linh này rất khó chơi. Nàng ta đã được phong làm hoàng hậu, hoàng đế lại có tâm tư như thế với mẫu thân khó tránh sẽ bị nàng ta ép buộc. Nếu như nàng ta chỉ ép buộc thôi thì vẫn còn tốt, sợ nhất là những thủ đoạn âm thâm độc ác đều hướng lên trên người của mẫu thân. Nghĩ đến đây, cô nói với Mộ Dung Khanh, ta vẫn nên về trước, lần này chàng đi nhớ là phải cẩn thận mọi chuyện, phần minh ước hòa bình này chỉ sợ là không thể mang về được trước rồi, thật là. Mộ Dung Khanh cũng đành phải đồng ý, hắn không hề để ý ở đây có nhiều người mà đưa tay ôm thương mai vào trong lòng nói, nàng yên tâm đi, bổn vương sẽ trở về rất nhanh thôi. Hắn ta lại dặn dò giả vương vài câu, cho dù như thế nào thì cũng phải lấy sự an toàn của thương mai làm điều kiện tiên quyết. chương 636, Lão Thái Quân bị ấm ức. Như thế, sau khi sắc trời sáng lên thì liền chia binh hai ngã. Nữ quyến thì đi theo giả vương hồi kinh, mộ dung khanh thì mang theo bọn người tô thanh và tiêu thác cùng với đao lão đại quay trở lại bắc mạc. Ngoại trừ ám vệ, Giả vương lại gọi thêm một vài người cho mộ dung khanh Bởi vì tự mình hành động, mộ dung khanh không thể nào phát binh Binh trong phủ phải ở lại trong phủ để bảo vệ thương mai Chính vì vậy cũng chỉ có thể mượn người của giả vương cùng với ám vệ của mình Thương mai hồi kinh cũng đã đến giữa trưa Xe ngựa chạy tết trước nhà của Trần Lão Thái Quân Loan loan nói là đi thăm Lão Thái Quân Sau đó lại trở về hô phủ Thương mai thấy là xe sắp đến cổng Trần ra rồi trước đó Trần Lão Thái Quân cũng đã đề cử mình đưa dược liệu cho Bắc Mạc, sau này cũng phải bái tạ một phen. Tiến vào Trần Gia, thương mai có một loại cảm giác như là cách nhau một thế hệ, ở lâu trong dịch khu Bắc Mạc bây giờ trở lại Đại Chu, bất cứ một chỗ nào cũng gợi cho cô có cảm giác là nhà. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, cây hoa hòe cao lớn cùng cây ngô đồng ở bên trên có phải con ve đang kêu râm rang, bọn nha. Hoàng cầm cán đi lòng vòng ở trước cây. Người gác cổng đã sớm đến thông báo Trần Lão Thái Quân vừa mới pha trà, một bóng dáng bay nhào qua, dùng sức cọ cọ ở. Trong ngực của bà ta, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng cứng nhắc của Trần Lão Thái Quân không khỏi trở nên dịu dàng hơn, nhà đầu ngốc này, chuyến đi này chắc là để cháu chịu đủ đau khổ. Loan loan nhớ đến tất cả mọi chuyện mình gặp phải ở Bắc Mạc, cái mũi chua chua, sau đó lại rơi nước mắt, khổ cũng không quan trọng, chính là nhu dao đã xảy ra chuyện rồi đương nhiên là lão thái thái có biết chuyện này an ủi không cần phải lo lắng huyện chúa là một người có phúc chắc có lẽ là sẽ được người cứu mà thôi chỉ là nhất thời không thể trở về trấn an được loan loan lão thái thái nhìn thương mai rồi thở dài một tiếng rồi nói vương phi đã trở về là tốt rồi thương mai nghe thấy lời nói của lão thái quân đúng là cô cảm thấy bất đắc dĩ lại ấm ức không nói thành lời suy nghĩ tới lão thái thái vẫn luôn lo lắng có sợ thì cũng đã chịu khổ rồi Thương Mai tiến vào Trần Phủ, một là vì để nói lời cảm tạ với Lão Thái Quân, thứ hai là muốn biết một chút tình huống hiện tại. Dạ Vương nói tương đối không rõ ràng, nếu như muốn biết tình huống cụ thể thì còn phải hỏi Bách Hiểu Sinh là Lão Thái Quân đây. Lão Thái Quân kêu những người không liên quan lui đi, cho người đóng cửa lại, chỉ cho thị vệ trông coi ở bên ngoài. Thương Mai nhìn Lão Thái Quân làm nghiêm trọng như vậy, không khỏi nghiêm túc nhìn chăm chú, xem ra chuyện lần này ở Đại Chu chắc chắn là không nhẹ hơn ở Bắc Mạc rồi lão thái quân cầm tàu hút thuốc lên cộp cộp vũ một cái ngày xưa lão thái quân là một người sống rất sảng khoái thừa nước đục thả câu như thế này là lần đầu tiên nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của bà ta ngưng trọng cũng không phải là thừa nước đục thả câu mà là không biết phải bắt đầu nói từ đâu làn khói bay lượn ở trước mặt của bà ta ánh mắt của bà ta lộ ra sự sắc bén lạnh lẽo vương phi đừng trách lão thần thận trọng như thế ở trong phủ này vài ngày trước có cung nữ tới đều là do thịnh đức hoàng thái hậu ban ân tới nói là gia nghiệp của Trần gia khổng lồ, người làm việc ở trong phủ quá ít, điều ra một vài người đến giúp đỡ lão thần, không chỉ trong phủ của lão thần có, ngay cả nhiếp chính vương phủ bây giờ sợ cũng có nhiều hơn cái đám ăn không ngồi rồi có lòng dạ độc ác, những người này trên mặt vô cùng hiền lành nhưng thực chất bên trong lại rất đen tối. Thương Mai còn chưa lên tiếng thì Loan Loan đã thuận miệng nói, cái này là chuyện gì vậy chứ? Người hầu trong nhà chúng ta không đủ thì chúng ta không biết mua à, hoàng thái hậu có chủ ý gì vậy? Thương Mai trả lời thay cho lão Thái quân, sợ là trong tất cả quân hậu thế gia đều đã có hết, chỉ sợ là không phải ý của hoàng thái hậu mà là ý của hoàng thượng, hoàng thượng phòng bị rồi. Trong đôi mắt của lão Thái quân lộ ra một tia tán thưởng, lời nói này của vương phi không sai, lão thần cũng nghĩ chính là ý của hoàng thượng, vị tập thái phi này vốn chính là tội phi của tiên đế, im lặng nhiều năm nhưng mà cũng không vô cớ bị nhắc tới, mẹ của nàng ta lại là thế gia hiền hách. Hoàng thượng suy nghĩ đến nàng ta là càng muốn làm lung lạc nhà mẹ đẻ của nàng ta, thứ hai có một vài chuyện bẩn thỉu cần phải có người xử lý mới được. Bà ta dừng lại một chút rồi lại rít vài hơi thuốc, tiếp tục nói trước đó vài ngày, thịnh Đức Hoàng Thái Hậu đã làm việc tại sao đưa một đám mệnh phụ vào cung, đầu tiên là có ý tốt trấn an một phen, tiếp theo đó là nghiêm khắc quát lớn nói là bây giờ đạo đức của hầu tước đại phủ ở trong kinh đã bại hoại rồi, không biết hiếu ý là cái thứ gì, thậm chí còn lấy nhà mẹ đẻ của Vương Phi ra để nói chuyện. Ý là chỉ Vương Phi vì leo lên phú quý mà hãm hại tổ mẫu và phụ thân, làm hư danh dự của tướng phủ, còn nói nếu như tiên đế có ở đây thì tuyệt đối sẽ không để nữ tử như thế này trở thành Vương Phi. Loan loan giận dữ, đó là do hạ lão phu nhân và hạ hòe quân đã có tội rồi, là tội nhân của Đại Chu, sao có thể nói là do thương mai mưu hại làm hủy hoại thành danh của bọn họ được chứ? Ha ha trong đôi mắt của lão Thái Quân lộ ra sự lạnh lẽo, vụ án này của tướng phủ cũng không phải là đích thân hoàng thượng thẩm đâu vậy thì làm thế nào chứng cứ vô cùng xác thực hạ hòe quân thông đồng với nghịch tặc dẫn đến bệnh cương thi hoàng thành hại chết bao nhiêu người đây chẳng lẽ cũng quy tội cho thương mai nữa hả bàn tay của nàng ấy có lớn đi nữa cũng không thể che mắt được hình bộ cùng với đại lý tự chỉ là thịnh đức hoàng thái hậu nói như vậy hoàng thượng cũng không tỏ thái độ lão thái quân nhìn thương mai cho nên người có hiểu là có ý gì không đương nhiên là thương mai hiểu rồi trước đó thanh danh của ta kém biết bao nhiêu chỉ là sau đó chữa khỏi được bệnh cương thi cho nên bách tính mới ủng hộ, muốn lợi dụng danh tiếng của ta để phán tội dành cho ta, tiến cung đều là mệnh phụ thế gia, tin tưởng là tiếng xấu của ta sẽ bị truyền khắp kinh sư. Chỉ là cho dù bách tính có nói như thế nào về ta thì hoàng thượng cũng sẽ không sai, bởi vì ông ta sẽ không phủ nhận ta đã có cống hiến trong ôn dịch bệnh cương thi, cũng chưa từng thừa nhận thịnh đức hoàng thái hậu nói những lời đó. Lão Thái Quân thản nhiên nói, không sai, bây giờ thịnh đức hoàng thái hậu nói là muốn chỉnh đốn lại tập tục một lần huệ tổ năm đó là từng lấy nhân hiếu trị quốc bây giờ muốn bình định lại trật tự cung nữ này nói trắng ra chính là đến đây để nắm chặt bím tóc của từng thế gia nhà ai cao cửa mà bên trong không có vài chuyện không để lộ ra bên ngoài cơ chứ một khi bị bắt lại rồi vừa lúc có thể chỉnh lý sợ là sẽ xuất ra tế cờ cho nên vương phi nhiếp chính vương phủ của vương phi đứng mũi chịu sao sẽ trở thành đối tượng chính lý trọng điểm của thịnh đức hoàng thái hậu thương mai nói trong phủ của ta không có trưởng bối với càng lại không có những trưởng người thân thích khác chỉnh lý như thế nào đây hiếu ý cũng phải có trưởng bối mới có thể chọn ra lỗi của cô lão thái quân nhìn thương mai bây giờ tất cả vương phi phùng nhất tứ thất đều phải vào cung để thỉnh an hoàng thái hậu và hoàng hậu thương mai cười lạnh sợ là cũng nhằm vào ta các vương gia khác đều có thái phi trong phủ duy nhất chỉ có ta là không có biết là được rồi lão thái quân nói Dừng lại một chút, vừa oán hận nói, dù là người như chúng ta có cáo mệnh mỗi tháng cũng phải đến đó ba lần, nói là lấy mệnh phụ thế ra đứng đầu để làm gương cho phụ nhân trong thiên hạ. Đáng hận là lão thần đời này chưa từng học qua cung quy, lão thái bà ta lại là đồ vinh véo, lần trước vào cung thỉnh an lão thần đã bị phạt quỳ. Thương mai kinh hãi cái gì chứ? Việc này mà hoàng thượng cũng bỏ qua nữa à? Cô nhớ kỹ là hoàng thượng sức kính trọng lão thái quân. Ở bên trong nội điện của bà ta cực kỳ chặt chẽ, đều là người của bà ta, hẳn là lão thần chịu phạt còn học theo bộ dáng của đám con nít khóc lóc đi tìm hoàng thượng để cáo trạng. Giọng nói của lão thái quân căm hận. Bà ta đây là cầm lông gà làm mũi tên, loan loan trợn tròn mắt, tức giận nói. chương 637, có ngoại địch xâm lấn. Lão thái quân tiếp tục căm giận nói, bà già đó còn quát lớn lão thần, nói một đống lớn văn vẻ, nói cái gì mà nhân nghĩa rồi rào thì đạo đức hưng thịnh, đạo đức hưng thịnh quy tắc hóa minh, quy tắc hóa minh, lão thần không hiểu, không có gì mà bị người ta giễu cợt. Thương Mai cảm thấy là chuyện này rất nghiêm trọng, lão Thái Quân là người có thân phận gì, cho dù thật sự không hiểu những chuyện sai trái ở trong cung, nhiều lắm thì gian dậy hai câu, tại sao lại phải bị phạt quy. Bà ấy là võ tướng công thần của Đại Chu, được vạn dân kính yêu, bôi nhọ mặt mũi của bà ấy như thế xem ra không chỉ là dựa theo đạo đức lễ nghi mà làm. Thương Mai nhẹ giọng hỏi, "Lão nhân gia chắc hẳn ngày xưa ngài đã từng kết thù kết oán với vị hoàng hậu này?" Lão thái quân tức giận nói, "Làm gì có kết thù kết oán với loại phụ đạo nhân gia như bà ta?" Bà đang nói thì bỗng nhiên nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, người nói như thế này lại làm lão thần nhớ đến một vài chuyện, chỉ là chuyện đó cũng chỉ là hai ba câu mà thôi, chắc là bà ta nghi hận ở trong lòng. "Là chuyện gì?" Thương Mai vội vàng hỏi. Lão thái quân nói, là chuyện hồi xưa lúc đó hoàng thượng vẫn còn chưa đăng cơ ngày đó lão thần vào phủ gặp thái hoàng thái hậu bà ta đã quỳ gối ở trước mặt của thái hoàng thái hậu lão thần vốn định đi ra ngoài nhưng mà thái hoàng thái hậu cũng không kiêng kỵ gì để lão thần đứng ở bên cạnh nghe hóa ra đúng là vị thái tử phi ghen ghét lương viên mang thai cốt nhục của thái tử hạ độc trong đồ ăn khiến cho lương viện bị sảy thai lão thần nhất thời nhịn không được mà nói một câu đông cung này lại có thể học được những chuyện độc ác của đám phúc thân ở bên ngoài khi không lại mất một cái mạng. Lúc ấy lão thần liên cảm thấy trong ánh mắt của bà ta có sự oán hận độc ác không nói thành lời, lão thần lập tức biết mình đã nhiều lời rồi, cho nên an tỏa và không nói gì nữa. Sau đó Thái Hoàng Thái Hậu muốn tước chức vị Thái tử Phi của bà ta, trục xuất đi, vẫn là tiên đế cầu tình nói là nể tình mặt mũi của phụ thân bà ta bỏ qua cho bà ta lần này, chính vì vậy mà sau này chỉ xuống làm lương viện. Lão Thái Quân nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, nói, sau khi bà ta bị làm lương viện, có một lần lão thần vào trong cung gặp bà ta ở trong Ngự Hoa Viên, lúc ấy bà ta cười nói với lão thần, "Đa tạ ngày hôm đó lão thần đã nói giúp cho bà ta ở trước mặt của Thái hoàng thái hậu, phần ân tình này bà ta vĩnh viễn sẽ không quên, chắc hẳn là sẽ hồi báo cho lão thần." Lúc ấy lão thần còn đang ngơ ngác, nghĩ là mình cầu tình cho bà ta hồi lúc nào chứ? Bà ta làm những chuyện bẩn thỉu như thế, đó là những chuyện mà lão thần căm hận nhất. Thương Mai thở dài, lão thái quân là một người lỗi lạc không thua ai sao có thể suy nghĩ đến những tâm tư cong vèo của đám phụ thân ở trong thâm cung. Chỉ sợ là tập thái phi đó đã hận bà ấy từ sớm, chỉ là vẫn luôn thất bại, cộng thêm thế lực của lão thái quân không có cách nào dung chuyển, bà ta không thể động vào được. Bây giờ đã có quyền, còn được phong làm hoàng thái hậu, bà ta liên thật sự đè ép lão thái quân, còn không dùng sức đung đưa cái chổi lông gà này xem như là cây cung giết lão thái quân để giải tỏa oán khí đã cất giấu trong lòng quá nhiều năm. Chỉ là mục đích thật sự của việc chỉnh lý đạo đức lần này của Hoàng đế là cái gì, chỉ vì muốn nắm giữ chặt bím tóc của mọi người à? Nhưng mà sao Hoàng thượng có thể không biết được bím tóc này của mọi nhà đều luôn luôn có một chút? Nếu như phải bị vạch trần thì như thế nào đây, cũng không thể nói bởi vì những chuyện ở phía trong mà có đại tội gì đó. Có điều là lúc Lão Thái Quân nói câu nói tiếp theo, Thương Mai liên hiểu ra ngay. Lão Thái quân nói, hoàng thượng cũng rất tán thành việc hoàng thái hậu muốn chỉnh đốn lại tập tục của cao môn đại hộ, thậm chí còn nói nếu như có tố giác thì ai tố giác sẽ có thưởng. Hiểu được ý của hoàng đế, Thương Mai thở dài một hơi. Nếu như đã tố giác, thế thì chắc chắn là trong nhà nào cũng sẽ có nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm. Những thế tước đại gia cũng được, trọng thân đại quan cũng được, ai mà không có một vài kẻ thù chính trị hoặc là kẻ thù truyền kiếp nếu như hoàng thượng đã lên tiếng vậy thì muốn chút giận muốn báo thù, biện pháp tốt nhất chính là theo dõi chặt chẽ các chỉ các phòng của các đại gia tộc của đối phương, đại gia trưởng sẽ không phạm sai nhưng mà những tử đệ đó thì không nói chắc rồi. Hoàng đế dùng phương thức này để giám sát thế gia cùng với bách quan. Chỉ là lão thái quân phải chịu âm ức, sợ không phải là dự định ban đầu của ông ta. Loan Loan cũng nhăn mày, cháu chưa từng được học quy cũ, cháu phải tiến cùng không? Cháu cũng không cần đâu, bây giờ cháu vẫn còn chưa phong hào và có cáo mệnh. Lão Thái Quân thấp giọng nói. Loan loan nhìn về phía thương mai, thương mai, ta thấy là hình như ngươi cũng không hiểu những quy định ở trong cung đó, ngày xưa ngươi ở trong tướng phủ, có ma ma dạy ngươi lễ nghi hả? Thương mai thở dài, ta không được sủng ái, làm gì có vinh hạnh đặc biệt đến nỗi được ma ma dạy bảo chứ? Vậy ngươi làm như thế nào? Ngươi vừa đến 14-17 tuổi thì phải tiến cung thịnh an, phải học tập nha loan loan nói thương mai phất phất tay để ta trở về rồi từ từ suy nghĩ lại lão thái quân hung hăng nói những bàn nương này thành sự không có bại sự có dư có bản lĩnh thì ra ngoài đánh một trận với lão thần đi thương mai cười nói đúng vậy đó nếu như mà ân oán gì cũng có thể giải quyết được bằng một trận đánh vậy thì thật sự tốt biết bao nhiêu hậu cung tranh đấu nội trạch tranh sủng đều là chiến trường giết người vô hình sau khi một đống tế bào não chết có đôi khi còn phải kéo theo cả tính mệnh còn không bằng ngay từ đầu đánh nhau một trận, sống hay chết dựa vào bản lĩnh của bản thân là được rồi. Nói những chuyện này, Thương Mai lại hỏi, bây giờ thân thể của hoàng thượng như thế nào? Có vẻ như là tinh thần rất phấn khởi, trên mặt cũng có huyết sắc, chỉ là Tôn Phương Nhi càng ngày càng gầy gò hơn, ngày hôm đó lão thần vào cung Thỉnh An, nàng ta cũng có ngồi ở đó, ngồi trong một góc không nói tiếng nào, nhìn tái nhợt giống như là quỷ vậy đó, trông rất dọa người. Trong khoảng thời gian này thương mai bởi vì chuyện dịch chứng nên cô đã tra rất nhiều sách, trong sách viết tay của ôn ý có nói đến cổ độc chữa bệnh. Chỉ là cổ độc trị được bệnh nhưng mà phương pháp cực kỳ âm độc. Do người khống chế cổ trùng lấy máu của mình để nuôi cổ độc, lại để vào trong thân thể của bệnh nhân từng bước từng bước mà xâm chiếm. Loại phương pháp này có vẻ như là có hại với lại người nuôi cổ, nhưng mà thật ra dùng nó lâu dài thì đối với bệnh nhân cũng có hại bắt đầu cổ trùng sẽ bài tiết một vài chất dinh dưỡng có tác dụng thông qua huyết dịch tiến vào trong thân thể của bệnh nhân, bệnh nhân sẽ cảm thấy nguyên khí tăng lên rất nhiều. Nhưng mà dần dà sau khi cổ trùng sinh dưỡng thì sẽ tiêu vong, ngược lại sẽ hấp thụ máu trên người của bệnh nhân để duy trì sinh mệnh của mình, chính vì vậy máu của người nuôi cổ trong một thời điểm nhất định sẽ không có cách nào để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cổ trùng. Trong quyển sổ ghi chép của ôn ý không nhiều, nhưng mà nghĩ đến Tôn Phương Nhi dùng phương pháp này để chữa bệnh cho Hoàng thượng bây giờ hoàng thượng trông có vẻ như là rất tốt nhưng mà chỉ còn chưa tới thời điểm cổ trùng phản lại bây giờ nhớ đến trước đó tôn phương nhi nói đến bệnh tình của hoàng thượng trên mặt luôn mang theo vẽ khinh thường chắc là nàng ta đã hiểu rồi chỉ là không biết là hoàng thượng có hiểu hay là không sau khi hiểu rõ tình huống căn bản ở trong cung thương mai liền đứng dậy cáo từ trong kinh vẫn phồn hoa như cũ cửa hàng san sát trên đường đi lộ ra khí thế hưng thịnh chỉ là thương mai cảm thấy rằng phía sau loại phồn hoa như thế này luôn luôn lộ ra một thứ mục nát, ngay cả mặt trời cũng không thể xóa tan đi sự mục nát này. Trở lại trong phủ, cửa phủ mở rộng, người gác cổng thấy thương mai đã trở về, người ở trong chào hỏi giống như một làn khói, đi ra khuân đồ giúp. Hoàng đế của bác mạc tặng rất nhiều thứ, đều được mang về đây bằng xe ngựa, một hồi lâu liên rối ren hết cả lên. Ở trong phủ nhìn có vẻ như là vẫn yên ổn như cũ, nhưng mà lúc thương mai nhìn thấy ở trong sảnh chính đang có mấy bà tử cùng với nha đầu, liền biết nhiếp chính vương phủ đã có ngoại lực xâm lấn. Một lão phụ tử mặc bộ đồ thêu hoa văn đám mây u ám màu lục và hoa cúc bước xuống, kho người xuống với thương mai. Nô tỳ cũng nghênh vương phi. chương 638, dạo oai phủ đầu. Thương mai nhìn qua, ngoại trừ những người hâu và tạp dịch mới ra ngoài dọn đồ, tất cả những người khác đều không nhận ra. Thương mai không nói gì, chỉ hơi gật đầu, sau đó nhấc chân đi vào, tiểu khuyên theo sát phía sau. Dù ma ma là người trong cung gia, những người này bà ta cũng nhận ra một chút, liên thản nhiên nói, Vương Phi vừa trở về, có chút mệt mỏi, các ngươi hãy thỉnh an sau. Bà lão vừa rồi mới lên tiếng khẽ cười cười, dù ma ma, đã lâu không gặp, không ngờ người ngày xưa bên cạnh hoàng hậu lại đến vương phủ hầu hạ, có câu nói, người hướng chỗ cao, không ngờ ma ma lại càng ngày càng tụt lùi. Gương mặt của Du Mama phủ lên một tầng trào phúng, Lương Mama thật đúng là có tiền đồ, không phải cũng tới vương phủ sao? Người này là Lương Mama, trước kia đi theo tập thái phi hầu hạ trong diên tập cung, năm đó khi vào cung đã từng hầu hạ bên cạnh Thái hoàng thái hậu 2 năm, sau đó không biết làm sao lại bị đánh đuổi ra ngoài, sau đó một quãng thời gian quản lý việc son phấn bột nước, cuối cùng mấy lần qua tay nhiều người, hầu hạ rất nhiều vị chủ tử, sau cùng bị nội phủ sắp xếp đến hầu hạ tập thái phi tập thái phi thất sủng, cung cấp với thanh thủy nha môn, ngày xưa gặp người khác bà ta đều phải cúi đầu ba phân, bây giờ tập thái phi được đỡ lên ngồi ở vị trí hoàng thái hậu, người trong riêng tập cung đều lên hương, không cần phải cúi đầu ba phần nữa, ngược lại còn có thể ngẩng đầu bước đi. Lương ma ma vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt như cũ, sau lưng một đám bà già nha hoàn cũng dùng ánh mắt phách lối chừng mắt nhìn du ma ma. Du ma ma mặc kệ, trực tiếp đi vào. Thương mai về phòng trước, những người trước kia phục vụ trong viện đều bị đuổi ra ngoài, có mấy người nha hoàn và sai vặt mới đang bận rộn trong sân, thấy mấy người thương mai trở về, tất cả đều tiến lên vấn an. Thương mai cũng mặc kệ, chỉ dặn dò đi múc nước và nấu cơm. Dù -ma, ma và tiểu khuyên cất kỹ đồ đạc, tiểu khuyên tức giận nói, những người phục vụ trong nhà đều đã được thay đổi, ra không thích người xa lạ phục vụ, hắn trở về nhất định sẽ nổi trận lôi đình dù ma ma lường tiểu khuyên một cái bây giờ không thể so với ngày xưa mỗi tiếng nói cử động đều có người giám sát về sau nói chuyện chú ý một chút tiểu khuyên luôn luôn e ngại uy nghiêm của ma ma thấy bà ta quát lớn cũng biết bây giờ không thể so sánh với ngày xưa nữa biết rồi ma ma đóng cửa lại hạ giọng nói vương phi ngài có tính toán gì không thương mai cười cười ánh mắt lóe lên không có tính toán gì vẫn là một câu đấy binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn người phụ nữ xuyên không đánh quái thăng cấp là chuyện thường trải qua bắc mạc lần này cô cảm thấy lại khó khăn đến mấy cũng có thể chống đỡ được mama thấy cô hiểu rõ cũng yên tâm hơn đúng rồi trở về gọi quế viên đến một chút thương mai dặn dò tiểu khuyên lập tức nói nô tỳ tì đi tìm hắn nói xong cũng không đợi thương mai nói chuyện lanh lợi rời đi mama không nhịn được ý cười trên lông mày nhà đầu này thật sự rất để ý đến quế viên thương mai ngơ ngác một chút thật sao cũng không phải sao vương phi người chủ nhân như ngài thật đúng là hậu tri hậu giác hôn sự của tiểu khuyên thương mai không phải không nghĩ tới nàng ta là nha đầu bên cạnh mình cô luôn muốn tìm cho nàng ta một gia đình khá giả nếu nàng ta đã có người mình thích vậy không còn gì có thể tốt hơn thị nữ múc nước đưa tới mà ma hầu hạ thương mai rửa mặt xong liền thấy tiểu khuyên trở về với vẻ mặt tức giận tìm một vòng vẫn không tìm được quế viên hỏi lương ma ma kia mới biết hóa ra quế viên đã bị đuổi đi đuổi ra ngoài dù ma ma hơi giận quế viên là người vương phi đưa tới bà ta dựa vào cái gì mà đuổi ra ngoài nói là phía bên điền trang cần người dùng nên để hắn ta đến giúp đỡ phía bên điền trang không phải có người quản lý điền trang rồi sao ai biết dù sao cũng là muốn đuổi hết những người ban đầu đi tiểu khuyên nín thở một cái cũng không dám nói gì sợ bên ngoài có người nghe được quế viên bị đuổi ra ngoài vậy người phòng thu chỉ thì sao thương mai hỏi cũng không phải người ban đầu nói là trong cung có lệnh tới muốn bỏ cũ thay mới phòng thu chi trong vương phủ thương mai cười lạnh từ lúc nào mà người trong cung có thể can thiệp vào chuyện trong vương phủ thấy ngứa mắt thì bỏ cũ thay mới có phải ngay cả ta cũng muốn bỏ cũ thay mới không vương phi ngài nói làm sao bây giờ quế viên đi điền trang cũng không biết là phải làm những việc gì Tiểu Khuyên buôn dâu nói. Tiểu Khuyên, lễ thân vương gần nhà chúng ta, ngươi đi một chuyến, nói ta muốn cho hắn ta một thứ đồ, bảo hắn ta tới lấy. Thương Mai trải đầu xong, quay đầu phân phó. Được, nô tỳ đi ngay. Sau khi Tiểu Khuyên ra ngoài, Thương Mai hướng ma ma nói, những người cũ ở trong phủ kia bỏ cũ thay mới một phần cũng tốt, trước kia vương ra không quản sự, trong phủ là do quý thái phi và tôn chắc phi làm chủ, những người kia chưa chắc đã trung thành với ta, người đi tìm một người, để hắn mang một số người đến, người tuyển một nhóm thích đáng, tốt nhất là là tìm người đã được dạy dỗ trước, sau khi nhập phủ không được xảy ra sau lâm nào, người cẩn thận lựa chọn, hễ là người khôn vặt thì không chọn. Vậy những người mà Hoàng Thái Hậu đưa tới thì sao? Dù ma ma hỏi, thương mai lạnh lùng nói, tùy tiện giao cho việc gì đó nhàn nhã, không được phép vào phòng hầu hại. Cái này, có thể đắc tội Hoàng Thái Hậu không? Dù ma ma cẩn thận nói. Thương Mai không trả lời, chỉ nói ngươi nhìn thời gian nếu lễ thân vương gần đi vào ngươi hãy gọi lương ma ma cũng những bà già kia đến thương mai nhấc lư hương đồng thú mạ vàng lên chọn một muỗng hương liệu nhỏ cho vào dù ma ma thấy thế khẽ giật mình vương phi đây chính là thương mai khẽ cười suyệt cô lấy một cái hộp nhỏ đồi mồi từ trong ngăn tủ ra dùng ngón tay chọn lấy một chút ngửi dưới mũi mình một cái sau đó lại cho ma ma ngửi một cái nói không cần phải lo lắng nếu hoàng thái hậu đã muốn giao ai với tôi thì ta thuận theo ý bà ta là được nô tỳ đã hiểu đáy mắt su ma ma lé lên nở nụ cười phủ lễ thân vương cách nhiếp chính vương phi thời gian một bữa cơm lễ thân vương và vương phi nghe thấy thương mai đã trở về còn mang theo cả đồ vật trở về liên vội vàng chạy tới vương phi a man ở trên xe ngựa nói với lễ thân vương đồ vật mà thương mai chọn chắc chắn rất thú vị bản vương tìm nàng có việc lễ thân vương nghiêm túc nói a man nở nụ cười là có chuyện sao có thể nói đi lấy đồ vật của người ta chứ lễ thân vương mất hứng nói phụ nữ nàng biết cái gì a man hừ một tiếng tức giận ta thì tính là anh hùng gì có bản lĩnh thì tiến vào cung náo loạn một trận đi náo cái gì nếu hoàng thượng phong nàng làm hoàng thái hậu lễ phép ở đó cũng không thể có bất kình trong lòng đúng đúng a man trợn mắt một cái dù ma ma dựa theo lời dặn của thương mai, tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền tự mình đi gọi lương ma ma và đám bà già kia tới. Đây đều là những lão ma ma trong cung, phàm là những người được sủng ái, bây giờ đều ở trong cung hầu hạ trước mặt chủ tử, đều không thể nào đuổi ra cung. Bọn họ cũng đã từng nở mày nở mặt, chỉ là vua nào triều thần nấy, những thái phi có con nối dõi kia đều đi đến phủ đệ theo nhi tử, cũng chỉ chọn lấy mấy người đắc lực bên cạnh đi ra ngoài, bọn họ bị vứt bỏ trong cung, làm một chức quan nhàn tản, cộng thêm việc cũng đã có tuổi nên việc trọng dụng lại cũng là rất khó, bây giờ được hoàng thái hậu dùng đến, trong lòng liền hạ quyết tâm muốn báo đáp hoàng thái hậu, đối với Thương Mai căn bản không hề để vào trong mắt. Chương 639, trước tiên hãy làm một mục tiêu nhỏ. Đi vào trong phòng, thấy Thương Mai mặc một thân y phục gấm màu trắng ngồi trên ghế, trên đầu búi tóc hình đuôi ngựa, trang sức rất đơn giản, chỉ lấy một cây ngân châm bằng ngọc để trang điểm. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ lông mày hơi dày, cái mũi nhỏ xinh và đôi môi đỏ thắm. Trên bàn trà chạm khắc hoa bằng gỗ mun bên cạnh có một tách trà hoa văn nho màu tím, một lư hương hình tam giác thú đặt cạnh tủ ngăn kéo, khói xương nồng đậm, tỏa hương khăm cả căn phòng, thấm vào ruột gan. Cả đám người đi vào trong phòng, quy củ hành lễ, ngoại trừ vẻ mặt kiêu căng thì không tìm ra được nửa điểm sai lầm. Bọn họ đến để chấp hành lễ nghi, đương nhiên cấp bậc lễ nghĩ phải chu đáo. Tên gọi là gì? đều báo lên, thương mai mang nụ cười trên mặt, vô cùng dịu dàng và dễ gần. Lương ma ma thấy cô như vậy, nhận tiện nói cho cô biết lợi hại, không khách khí chút nào nói, nô tỳ là người bên cạnh Hoàng Thái Hậu, nô tỳ họ lương. Hóa ra là lương ma ma, thương mai mỉm cười, cầm hồng bao đã chuẩn bị sẵn trong tay, nói đây là lễ vật gặp mặt cho ma ma. Lương ma ma cũng không khách khí, tiến lên cầm lấy, cần nhắc ước chừng khoảng hai lượng bạc, trong lòng lập tức châm chọc, hai lượng bạc mà đã muốn thu mua bọn họ sao? Dù sao cũng là đại tiểu thư xuất thân từ tướng phủ, đúng là không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bà ta cũng không nói chuyện, cầm hồng bao lui qua một bên. Nô tỳ họ Trần, ngày xưa làm người hầu của tẩm cục trong cung. Nô tỳ họ Tôn, ngày xưa làm người hầu của công cục trong cung. Nô tỳ họ Hoàng, ngày xưa làm người hầu của Hoàng Thái Hậu trong cung Thịnh Đức. Bốn vị ma ma đều cầm hồng bao, tiếp theo chính là cung nữ phía dưới. Nô tỳ tên là Minh Xuân. Nô tỳ tên là Minh Hạ. Nô tỳ tên là Minh Thu. Nô tỳ tên là Minh Đông. Mấy cung nữ này dáng dấp rất xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, cấp bậc lễ nghĩa cũng vô cùng chu đáo. Lúc thương mai tra hỏi, các nàng có chút phúc thần, khi nhận lấy hồng bao còn đặc biệt tạ ơn. Báo danh và nhận hồng bao tử chủ tử mới xong, thương mai liền chậm rãi lên tiếng, cô nhìn vào lương ma ma, người đứng ở vị trí cầm đầu, nói: "Từ khi Vương phi và Quý thái phi rời đi, ở đây vẫn luôn không có người quản lý, bây giờ nhờ ân đức của Hoàng thái hậu, lấy mấy người các ngươi ra để chấp trưởng sự vụ, trong lòng bản phi rất vui vẻ, nhưng cái gọi là quy củ thì không thể vi phạm, các người đã đến Vương phủ làm người hầu thì cần phải nói rõ cho các người biết rõ." Nói xong, cô vẫy tay, ra hiệu Du ma ma nói chuyện. Du ma ma đi tới, hướng Lương ma ma kia nói: "Người trong phủ vốn không đủ bây giờ lại giải tán đi một chút, vậy nên Vương Phi dặn dò, ta đã đi chọn một vài người tới. Dù ma ma vẫn chưa nói xong, lương ma ma kia liên nói, Vương Phi, nô tỳ thấy cũng không cần phải phiền toái như vậy, nếu như ngài không đủ người dùng thì cứ đi mời nhóm người của Hoàng Thái Hậu đến là được, cùng trong rất nhiều người nhàn dỗi, thực sự không cần tìm thêm người, hơn nữa. Vương Phủ là nơi quý giá, những người kia tìm tới lai lịch không được rõ ràng, dùng cũng không yên lòng. Dù ma ma cười lạnh một tiếng, phủ đệ nơi vương gia sinh sống đã tách khỏi hoàng cung, nếu ngay cả chuyện nhân lực cũng phải làm phiên đến hoàng thái hậu, chẳng lẽ không phải hoang đường sao? Nếu các nhà các hộ đều như vậy, hoàng thái hậu cho dù có 10 cái miệng cũng không phân phó được. Đây là ý của vương phi, người nghe xong hết rồi hãy cãi. Lương ma ma kính cẩn cúi đầu nghe theo, giọng điệu lại vô cùng sắc bén, dù ma ma không hổ là người ngày xưa hầu hạ bên người hoàng hậu, uy phong rất lớn ở trước mặt chủ tử, sao lại có uy phong hay không uy phong cái gì? Lương ma ma, nếu Hoàng Thái Hậu đã phái người đến vương phủ cung phụng vương phi, vậy chủ tử của ngươi cũng chỉ có vương gia và vương phi, hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm ấy, lời dặn dò của chủ tử vẫn chưa nói xong ngươi đã vội vã xen vào, người biết sẽ nói vương phi nhân từ, không biết sẽ nói người ở trong cung nhưng lại không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Lương ma ma không phục nói, không biết du ma ma ở trong cung là mấy phẩm vậy nói chuyện khẩu khí lớn như thế, không phải chủ tử vẫn chưa lên tiếng sao? người liên a à a à nói lớn tiếng như vậy, nếu để hoàng thái hậu biết dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi, hừ. lúc bà ta xuất cung, hoàng thái hậu đã ban cho bà ta là mama nhị phẩm quản sự, nghĩ du mama này cũng sẽ không thể nào qua được nhị phẩm đi. du ma lạnh lùng thốt, nơi này là vương phủ, không phải cung trong, đừng động chút lại đem hoàng thái hậu treo bên miệng. hoàng thái hậu ân điển cho các ngươi đến, là để hầu hạ vương phi không hầu vương phi cho tốt, chỉ toàn cãi vặt. Người nói ai, ai cãi vặt, lương ma ma nộ tức giận lên tiếng, gương mặt mo lập tức đỏ lên, người nói ta hay là nói hoàng. Thái hậu, người như vậy không phải cũng là kéo hoàng thái hậu vào sao? Người thật to gan, ta nói hoàng thái hậu sao? Ta nói cãi vặt, là nói người ăn nói lung tung trong phủ, chứ không phải nói người hồi cung nói lung tung, người thẹn quá hóa giận như vậy là trột dạ sao? Su ma ma khẽ nói. Vương Phi, Lương Ma Ma lập tức liên quỳ xuống, lại có vài phần ý là lối khóc lóc, đám người lão nô là phụng ý chỉ đến Vương Phủ Hầu Hạ, chưa từng nghĩ vẫn chưa Hầu Hạ chủ tử đã bị người khác bịa đặt như vậy, ngài phải làm chủ cho lão nô. Thương Mai không ra tiếng, cánh môi hơi câu lên, cô đứng dậy đi đến trước lư hương, thả một thìa hương liệu vào, sau khi đậy nắp lại, cô ngồi xuống, chân mày khẽ động, lông mi liền vụt sáng, lại có mấy phần hoạt bát, dù Ma Ma đã quen cách nói chuyện như vậy, lương ma ma khoan dung một chút là được rồi. Lương ma ma quỳ xuống tiến lên một bước, chỉ cảm thấy mùi hương kia đánh tới não, bà ta hít sâu một hơi, lại cảm thấy tâm đầu huyết khí lăn lộn lộn xộn, hận không thể phát tiết hết những điều trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Bà ta cố gắng khống chế lửa giận của mình, nhưng vẫn không chịu được nghiêm nghị nói, Vương Phi, mấy người nô tỳ là phụng chỉ tới, nếu bị chịu ấm ức, người khác biết sẽ nói người bên cạnh Vương Phi không hiểu chuyện, người không biết, còn tưởng rằng nhận lệnh của Vương Phi, nếu để cho Hoàng Thái Hậu hiểu lầm sẽ không tốt. Khẩu khí của bà ta rất hung hăng, mấy tên bà già và cung nữ ở phía sau cũng đều giật mình, nghĩ lương ma ma này tại sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy. Dù ma ma nhanh chân hướng về phía trước một bước, cả giận nói, người dám hô to gọi nhỏ ở trước Vương Phủ sao? Là không đặt Vương Phi ở trong mắt sao? Từ lúc các ngươi đi vào phòng đến giờ, tổng cộng Vương Phi mới nói vài lời, người đã không chịu được mà làm loạn, rốt cuộc là ai không có cấp bậc lễ nghĩa. Người tốt xấu gì cũng là lão nhân trong cung, cũng không tự biết thân phận minh là gì, chẳng trách lăn lộn trở về, bây giờ được Hoàng Thái Hậu ân điển nhắc lên, liền tới vương phủ làm quỷ. Lương ma ma giận dữ, nhảy một cái nhào tới, đô chủ chứa này, xem ta có xé nát cái miệng của ngươi không. Bà ta túm lấy quần áo của du ma ma, giơ tay lên muốn tát du ma ma, du ma ma xoay người tránh đi, dưới chân nghiêng một cái, liền ngã xuống đất tất cả mọi người giật mình, đến ngay cả lương ma ma cũng ngơ ngẩn, bà ta không dám tin nhìn vào tay của mình, lại nhìn du ma ma đang ngã dưới đất. Nhưng cũng chỉ hơi giật mình một chút, liền cảm giác cơn tức giận trong lòng vẫn còn, cuối cùng hướng thương mai nói. Vương Phi, ngài cũng nhìn thấy, là bà ta trêu chọc nô tỳ trước. Thương mai lại nâng ly trà được chạm trổ hoa văn tinh xảo lên, quét qua quét lại cái nắp, nhẹ nhàng thổi một ngụm, cũng không nói chuyện. Lương ma ma thấy cô như vậy, trong đầu xót xa, lại nghi ác nhân cáo trạng trước, ngoài mạnh trong yếu kêu một tiếng, vương phi. Nô tài từ đâu tới, lại không có quy củ như vậy. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang lên ở phía bên ngoài cửa. chương 640, mang xuống. Đang nói chuyện thì một người đàn ông uy nghiêm mặc cẩm y và một phu nhân mặc trang phục lộng lẫy dẫn theo một đám người hâu đi đến, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người, nếu trên đầu không mang theo một cái mũ thì còn uy phong hơn đây không phải vợ chồng lễ thân vương thì là ai? Thương Mai đứng dậy, tam ca, tam tẩu, các ngươi đã tới. Cô hơi phúc thần, che lại sự sắc xảo trong khóe mặt, lúc ngẩng đầu lên đã là một nụ cười tươi đẹp, trong trí nhớ, phương thức lễ thân vương ra sân, hơn phân nửa là như vậy, nghe giọng nói trước, sau đó mới gặp người. Chúng bà già đương nhiên là nhận ra vợ chồng lễ thân vương. Lễ thân vương không vui đạp bước tiến đến, nghiêm nghị nói, bản vương vừa tới hành lang, đã nghe thấy các người ồn ào ở đây, nô tỳ nhà ai mà lại không hiểu quy củ như vậy?" Thương Mai vội vàng nói, để Tam Ca chê cười. Lễ Thân Vương nhìn Thương Mai một chút, trước đây ta đã nói người làm trong phủ này quá thoải mái, quản lý không hiệu quả, sớm muộn gì cũng sẽ nhiễu loạn. Tam Ca nói như vậy lúc nào? Thương Mai khẽ giật mình. Lúc Quý Thái Phi vẫn còn chưa chết, bản vương đã nói đi nói lại. Thương Mai nhìn về phía Lễ Thân Vương phi, vương phi gật gật đầu quả thực đã nói qua thương mai không có chút nào kinh ngạc cá tính của vị lễ thân vương này chỉ cần hắn không vừa mắt có lẽ ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không dám chống đối thương mai cười khổ một tiếng mời hai người bọn họ ngồi xuống cô lại đi đến trước lư hương dùng thìa ấn hương liệu phía trong lư hương xuống thấy tất cả hương liệu đã dập tắt lúc này cô mới ngồi xuống lễ thân vương ngồi xuống thấy lương ma ma đứng ở phía trước du ma ma thân thể hơi run, dù ma thì ngã xuống đất, khó khăn không đứng dậy được. Người vừa rồi nói chuyện giống như mẹ gà, là ngươi. Lễ thân vương liếc bà ta một cái, hỏi. Đầu óc lương ma ma từ từ bình tĩnh lại, nhớ tới hành động vừa rồi, bà ta bị dọa đến mức quỳ xuống, nột tỷ thất lễ, xin vương ra thứ tội. Lễ thân vương lại không nhìn bà ta, hướng dù ma nói, dù ma người đây là có chuyện gì? Dù ma thở dài một tiếng, vương ra chê cười, nô tỳ bị đau ở eo, không đứng dậy nổi. Các ngươi là người chết sao, còn không mau đỡ bà ta dậy, lễ thân vương quát lớn một tiếng. Xuân hạ thu đông vội vàng liên tiến lên đỡ du ma ma đứng dậy, du ma ma ai nha kêu đau đớn hai tiếng, mày nhíu lại. Lương ma ma lườm bà ta một cái, oán thâm nói, không phải chỉ đụng ngươi một cái sao, giả vờ như vậy, ai mà tin. Lễ thân vương nhìn lương ma ma, khuôn mặt anh Tuấn che đậy vẻ không vui, ngươi là nô tài trong phủ này. Lương ma ma đứng thẳng eo, nói, bẩm vương ra, nô tỳ là do Hoàng Thái Hậu phái ra từ trong cung đến để hầu hạ vương phi. Lễ thân vương cả giận nói, hầu hạ, có người hậu hạ như ngươi sao, nếu bản vương không phải tận mắt nhìn thấy, lại không biết Hoàng Thái Hậu đưa người phách lối vào ương ngạnh như vậy tới, có lẽ bản vương phải vào cung thỉnh giáo Hoàng Thái Hậu một chút, xem quy củ hầu hạ chủ tử trong cung thế này có phải do bà ta dạy hay không lương ma ma nghe ông ta giận dữ mắng mỏ cũng không dám lên tiếng chỉ là cúi đầu quỳ gối tại chỗ lễ thân vương nghiêng đầu nhìn thương mai một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói người tốt xấu gì cũng là vương phi mà để bà ta tùy ý làm càn như thế bây giờ bà ta dám động thủ đánh người bên cạnh ngươi sau này sẽ dám đánh ngươi thương mai hết đường xoay sở tam ca Bà ta suy cho cùng cũng là người bên cạnh Hoàng thái hậu, đệ muội ta. Như thế thì sao, cho dù là người bên cạnh hoàng thượng, không hiểu quy củ cũng phải dạy. Thương Mai khiêm tốn thỉnh giáo, vậy nô tài động thủ ngay trước mặt chủ tử giống như bà ta thì nên xử phạt thế nào? Việc này nếu như xử phạt không thỏa đáng, bà ta trở về cung bẩm báo cho Hoàng thái hậu, có lẽ Hoàng thái hậu sẽ trách phạt ta. Thương Mai nói đến ủy khuất, một chút cũng không giống người bình tĩnh nhàn nhã như trước kia. A Man cười thâm trong lòng, nhà đầu này, giả vờ thật sự rất giống. Lễ thân vương nhìn chầm chầm vào lương ma ma, ánh mắt sắc bén dị thường. Lương ma ma toàn thân run rẩy, run lập cập nói, vương ra, nô tỳ là người bên cạnh thái hậu, vừa rồi là bà ta không hiểu quy củ, nô tỳ chỉ giáo huấn bà ta mà thôi. Chủ tử phân phó người giáo huấn sao? Lễ thân vương nghiêm túc hỏi. Cái này, lương ma ma nhìn thương mai một cái, trần trừ nói, Phương Phi là người thiện lương, lại thấy bà ta là người ngày trước hầu hạ bên cạnh hoàng hậu. Hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái đó là được, chủ tử phân phó ngươi giáo huấn sao? Lễ Thân Vương cao giọng, lửa giận đã bùng lên. Cái này là không có, lương ma ma ngập ngừng nói. Chủ tử không nói giáo huấn, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn? Ngươi là nô tài, chỉ có thể nghe mệnh lệnh của chủ tử để làm việc, chủ tử vẫn chưa lên tiếng, ngươi liền động thủ người có phải muốn vượt qua vương phi không? Lương ma ma không phục nói, nô tỳ cũng không nói như vậy. Còn dám mạnh miệng, lễ thân vương thật sự vô cùng tức giận, ở phủ lễ thân vương không thể nào dung túng được hành vi không có quy củ như vậy, lập tức hướng thương mai nói, ngoài miệng không thang người, chống đối chủ tử, trước tiên và miệng 30 cái sau đó mới quan tâm đến tội của bà ta. Thương mai thấy lễ thân vương nói như vậy, vội vàng khiêm tốn nói cảm tạ tam ca chỉ điểm, để muội quản lý chuyện trong phủ không lâu, thật sự không biết nên làm thế nào mới hợp lý. Nói xong, cô chỉ tay một cái, chỉ vào Hoàng Ma Ma, ngươi, đi lên và miệng. Hoàng Ma Ma ngơ ngác một chút, cũng không dám tiến lên động thủ. Lương Ma Ma thấy thế, nói, Vương Phi, nột tỳ là người Hoàng Thái Hậu phái tới. Thương Mai không đợi bà ta nói xong, liền đứng lên nghiêm nghị nói, xem ra là sai khiến không nổi các người, ngày mai ta sẽ tấu với Hoàng Thái Hậu, đem trả các ngươi trở về, bản phi tự mình hành hình. Hoàng ma ma khẽ giật mình, nếu như đưa trở về, Hoàng Thái Hậu sẽ nói bọn họ không được việc, đừng nói đến việc tấn thăng, sẽ còn phải chịu phạt một phen. Nghĩ tới đây, Hoàng ma ma vội vàng nói, sao cần phải để Vương Phi cực khổ ra tay. Nô tỳ đến là được. Sứt lời, bà ta đi qua, lục giơ tay lên muốn đánh, lễ thân Vương châm giọng nói, nếu không có sức thì để bản Vương cho thị vệ đến ra tay thị vệ ra tay, 30 cái tắt này, có lẽ một tháng cũng không nói được. Hoàng ma ma vốn còn muốn nhẹ tay chút, nghe lễ thân vương nói như vậy, lập tức không dám giữ sức, tát cho bà ta lốp ba lốp bốp. Những này bà già ngày xưa ở trong cung giáo huấn tiểu cung nữ là bên trên đạo người, ma 10 cái tát này giáng xuống, trưởng trưởng sinh phong, đánh cho lương ma ma đầu óc choáng váng, lỗ tai ong vang, kêu to như giết heo. 30 bàn tay đánh xong, bà ta đã sụi lơ dưới đất, động cũng không động được, đầu óc đau đớn. Mang xuống, thương mai nghiêm nghị nói. Cử động lần này đã khiến Xuân Hạ Thu Đông và mấy vị bà già kinh hãi, nghe thấy thương mai phân phó, vội vàng tiến lên kéo lương ma ma. Lương ma ma đứng không thẳng, miệng còn hận hận nói, tạ vương phi ban thưởng, nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo Hoàng Thái Hậu. Xuân Hạ Thu Đông nào dám để bà ta nói tiếp, chỉ liều mạng kéo bà ta đi, bà ta vẫn không nghe thấy vừa rồi lễ thân vương nói gì sao. 30 cái tát này chỉ đánh vào miệng bà ta, vẫn chưa nói đến việc bà ta đánh người kia đâu. Tuy nhiên thương mai phân phó mang xuống, lễ thân vương vẫn không cho phép, mặt không đổi nói, người tới, mang lão già không hiểu quy cũ này kéo xuống, đánh 20 đại bản. Thân thể lương ma ma mềm nhũn lại ngã xuống đất. Lời phân phó của lễ thân vương chưa bao giờ thay đổi khi nói ra, thị vệ của hắn ta lập tức tiến lên kéo người ra ngoài, 20 gậy mạnh mẽ vang dội đánh xuống, lại nghe thấy tiếng như mổ lợn kêu khóc bên ngoài truyền đến, một lát sau, thị vệ đến báo lại. Vương gia, người đã hôn mê. Đánh xong 20 đại bản chưa? Đã đánh xong. Lễ Thân Vương lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ừm, mang xuống đi. Chương 641, án mất trộm. Người đã bị kéo xuống, Lễ Thân Vương lại không dự định buông tha thương mai, hoàng thái hậu lần này đưa người đến các phủ đệ, trong phủ bản Vương chưa từng xảy ra chuyện như vậy chủ yếu là quy củ nghiêm ngặt, nếu ngươi không có quy củ thì không có ai phục ngươi, biết chưa? Thương Mai gật đầu như giã tỏi, biết, đệ muội đã biết. Dù sao khi vào cung thỉnh an, có ngươi làm người chứng kiến, ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi. Lễ thân vương nổi tiếng là người coi trọng cấp bậc lễ nghĩa quy củ, cho dù trong cung đưa người đến không có sự coi trọng. Của hắn ta, cho dù ở trước mặt Hoàng Thái Hậu bàn đến, cô cũng không phải chịu thiệt. Mama, không có sao chứ, Thương Mai hỏi Du Mama. Bởi vì lễ thân vương vẫn còn, vị gia này cũng không quá tiếp nhận việc người ta lừa bịp, bởi vậy trên khuôn mặt bà ta vẫn lóe lên vẻ đau đớn, nô tỳ trở về xoa chút rượu thuốc sẽ không sao, tả vương phi. Ừm, nhanh đi đi, Thương Mai nói. Nô tỳ cáo lui, Du Mama phúc thân và rời đi. Sau khi Du Mama rời đi, Aman mới căm hận nói, mấy tên nô tài chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này, bản phi hận không thể giết chết từng người một lễ thân vương kỳ quái mà nhìn bà ta nếu nói về quy củ người đánh chết người ta làm gì vị kia đến ở trong phủ ta chỗ nào nói đến quy củ nhưng chỉ là ở trước mặt ngươi nói quy củ mà thôi a à, man tức giận nói thương mai nghe thấy có điều không đúng trong phủ các ngươi có một vị đến nơi này của cô chính là tám người đến nha chỉ một người thương mai kỳ quái nói hoàng thái hậu thật đúng là chiếu cố ta nha là mấy người vừa rồi kia sao? Aman ngơ ngác một chút, khó trách cảm thấy rất lạ mặt. Cũng không phải sao, thương mai nhìn về phía Aman, các người cũng phải hở chút là vào cung thỉnh an sao? Ừm, đúng thế, Aman xuất thân là công chúa, nhưng vẫn rất khinh miệt với tục lệ này, nhất là mỗi lần vào cung, sắc mặt của. Hoàng Thái Hậu mới kia cũng không phải dễ nhìn. Lễ thân vương khoát khoát tay, vào cung thỉnh an là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là hiếu đạo, làm con dâu vốn nên như vậy người chưa chịu thua thiệt cho nên người nói chuyện không đau eo hôm đó ngay cả mai phi nương nương cũng bị trách cứ a man nói mai phi bị trách cứ có chuyện gì vậy thương mai cha hỏi cô nhớ mai phi luôn luôn là người biết tiến lùi theo lý thuyết sẽ không đắc tội bà ta cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết chỉ nghe cung nữ bên cạnh mai phi nói sau khi bà ta bị trách cứ còn bị quỳ phạt hai canh giờ Thương Mai lạnh lùng nói, rốt cuộc bà ta muốn làm gì? A Man vung tay một cái, có vẻ hơi xúi quẩy, ai biết. Mẫu hậu rời đi mới được bao lâu, lại đặc biệt đem Thái Phi nhất làm. Hoàng Thái hậu đã đủ buồn cười, còn cưới con gái của một thương nhân làm hoàng hậu, thậm chí còn chiếm nàng dâu của đệ đệ, tôn phương nhi kia cũng được phong làm quý phi, ngươi biết không? Ta biết, nhưng những chuyện này, tam ca ngươi, Thương Mai là muốn hỏi hắn, ngài thấy thuận mắt sao? lễ thân vương tỏ ra rất tức giận bản vương đi làm việc sau khi hồi kinh tất cả kết cục đều đã định bản vương tiến cung đi tìm hoàng thượng lý luận hoàng thượng nói đều đã bái tông miếu ngọc điệp cũng vào phượng ấn cũng đã phát không sửa đổi được muốn sửa đổi chính là muốn phế hoàng hậu phế thái hậu hoàng thượng để bản vương đưa ra lý phế hậu và phế thái hậu bản vương suy nghĩ lại thực sự tạm thời cũng không phạm sai lầm không thể phế phương thức làm việc đâu ra đấy thế này thực sự là được hoàng thượng nắm chắc. Ngày mai chính là 24, đến thời gian vào cung thỉnh an. Ngày mai ngươi phải đi, giờ thì một khắc phải đến riêng tập cung chờ. A-man nhắc nhở. Ta đã biết, thương mai nâng chung trà lên, không chút hoang mang. Trong phủ ngươi có 8 người tới, có thể thấy bà ta vô cùng. Yêu đãi với ngươi, ngày mai ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sai lầm gì. Thương mai nói, dù sao bà ta cũng phải tìm ra lỗi của ta. Cho dù không có cũng phải lấy ra một ít, yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Còn có nô tài mới tới kia, người đánh bà ta, có lẽ sẽ vào cung cáo trạng, may mắn chúng ta tới thấy tận mắt bà ta làm càn như thế, trở về ở trước mặt hoàng thái hậu, có thể nói giúp ngươi vài câu, nếu không thì một người thiên vị như hoàng thái hậu, ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Thương Mai nghe thấy A Man cũng kiêng kỵ bà ta như vậy, xem ra vị hoàng thái hậu này thật sự có chút thủ đoạn. Thương Mai đem một chút lễ vật mà kỳ vương tặng cho vợ chồng lễ thân vương, lễ thân vương tặng hắng một cái, hạ giọng nói với Thương Mai, trước đó, nghe nói người có thuốc trừ cháy, cho bản vương một đơn thuốc. Thương Mai phì cười, nhìn vào cái mũ của ông ta, nghĩ đến sau khi cạo đầu, tóc vẫn chưa mọc tốt, bị người khác chê cười. Chẳng lẽ Đại Kim lại có giận sao? Còn không phải sao, lễ thân vương rất tức giận. Được, trở về ta sẽ cho người đưa đơn thuốc đến phủ của ngươi được người cũng có thể đưa đơn thuốc cho bản vương chứ lần này trở về nếu như còn có thì bản vương sẽ cho người đi lấy thuốc thương mai gật đầu nhìn về phía a man a man dùng sức trợn mắt ngươi khỏi phải nhìn ta trong lòng của hắn đại kim vẫn luôn quan trọng hơn so với ta nhìn ngươi đi lễ thân vương đứng đắn nói ngươi còn có thể so đo với xúc sinh sao a man cười lạnh so đo ta không bằng xúc sinh sao ta so đó cái gì thương mai cười tiến cặp đôi dở hơi này sau đó cho người đóng cửa lớn lại cười lạnh vài tiếng phân phó người đâu đem người trong cung tới gọi đến chính sảnh đi mới chỉ là lời dạo đầu tiếp xuống mới là trò vui lương ma ma bị đánh không nhấc chân nổi thương mai cho người đỡ bà ta đi ra một nhóm tám người tất cả quỳ gối trước mặt thương mai thương mai cũng không lên tiếng chỉ bưng một ly trà lắng lặng uống lương ma ma đang bị thương quỳ không được, liền nhịn không được phát hận, vương phi ngài gọi chúng nô tỳ tới, có điều gì phân phó sao? Thương Mai nhẹ nhàng thổi trà nóng, chậm rãi uống một hớp, mới ôn hòa cười cười, đừng sợ, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là bản vương phi mới kiểm tra lại đồ trang sức trong hộp một chút, phát hiện thiếu đi vài món nên gọi các người đến hỏi một chút, lúc bản phi không có ở đây, là ai dọn dẹp trong phòng? Lương ma ma cười lạnh vài tiếng, vương phi, cố ý muốn tìm lỗi của chúng nô tỳ, đúng không? Thương Mai không hề tức giận chút nào, mềm giọng nói, Mama, ma, bản phi cũng không nói là các ngươi cầm đi, chỉ có điều nếu như thật sự cầm đi thì hãy giao ra, bản phi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, phía bên Hoàng Thái Hậu, một chữ bản phi cũng sẽ không lộ ra. Hoàng Ma Ma thấy lễ thân vương không ở đây, lại thấy vừa rồi mọi chuyện cô đều tìm lễ thân vương làm chủ, liền không chịu nổi cả giận, không biết vương phi bị mất đồ vật gì. Đồ vật trong phòng vương phi, chúng nô tỳ đều không chạm vào, Tại sao vương phi khẳng định là chúng nô tỳ cầm? Cũng không hỏi những người khác trong phủ vẫn còn có mấy người cũ đấy. Thương Mai ừ một tiếng, Hoàng Mama đã nhắc nhở bản phi người đâu gọi tất cả mọi người trong phủ đến. Bản phi phải hỏi cho cẩn thận. Một lát sau, người trong phủ đều đủ. Gia thân Vương Tuấn nghe thấy trong phủ mất trộm, nhân tiện nói bẩm vương phi, từ sau khi Hoàng Thái hậu cho bọn họ tới, tất cả đồ đạc trong phòng vương phi đều do bọn họ chuẩn thu xếp mấy người nô tài đều không có quyền tiến vào. Quét dọn sạch sẽ sao? Thương Mai hỏi. Vương Tuấn nói, quét dọn là do Minh Hạ và Minh Thu đảm nhiệm. Minh Hạ và Minh Thu vội vàng kêu oan, Vương Phi Minh dám, nô tỳ chưa từng câm qua bất cứ vật gì, hộp trang sức của Vương Phi dùng khóa đồng, sao chúng nô tỳ dám cậy mở. chương 642, Tiên Hạ Thủ Vi Cường Trong lúc nói chuyện thì Linh Lợi cũng bước vào sảnh chính, khẽ gật đầu với Hạ Thương Mai. Dù ma ma tiến lên nói, Vương Phi, nếu không thừa nhận thì không bằng lục soát từng nhà, đến lúc đó, dựa vào chứng cứ mà nói chuyện thôi. Hạ thương mai nói, ý kiến hay đấy, vu khống, cũng sợ mấy người bị oan, dù sao thì mấy người đều là phụng chỉ đến Vương Phủ, bổn Vương Phi cũng không thể để mấy người chịu thiệt thòi được. Lương ma ma nhất thời cảnh giác, nửa người cô đều dựa lên người hoàng ma ma, nhưng hơi nhướng mày lên, nô tỳ vẫn nghĩ không cần thiết, không thì Vương Phi cứ nói người mất gì đi bọn nô tỳ tì đi tìm khắp nơi xem sao, có lẽ sẽ tìm được thôi. Dù ma ma bước ra nói, vương phi mất một chiếc vòng tay màu hồng san hô, một chuỗi hạt bằng gỗ trầm hương, hai viên đá quý khảm ngọc bích, một chiếc châm bát bảo lưu vân, hai chiếc vòng tay ngọc bích. Lương ma ma đáp, nếu đã như vậy thì nô tỳ chờ lát nữa tìm khắp nơi xem sao. Trong lòng bà ta có dự cảm những thứ này nhất định là ở trong phòng bọn họ, vương phi muốn vụ oan giá hỏa. Hạ thương mai cũng không phản đối đáp, linh lợi đi theo bọn họ tìm xung quanh đi nếu không thấy thì lục soát từng phòng một vâng linh lợi đáp lương ma ma chỉ dặn một tỷ nữ theo bọn họ đi tìm cũng yên bụng nghĩ bọn họ nhiều người như vậy lẽ nào không xử được một tỷ nữ hạ thương mai nhìn bọn họ đi ra khóa miệng nở nụ cười nhạt lại nâng chung trà lên hỏi thức ăn xong chưa thưa vương phi đã xong rồi ạ à, chỉ chờ người có thời gian ăn thôi vương tuấn cười nói Đói rồi, mang lên đi. Hạ thương mai mặt mày rạng rỡ Ăn no rồi mới có sức đấu mới Hoàng Thái Hậu chứ. Hoàng Thái Hậu bảo tám người này đến là muốn ra oai phủ đầu cô, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, khiến cô khiếp sợ. Cô cũng chẳng ngại sao sơn chấn hổ, từ từ trả lại. Bắc mạc chuyển lạnh, đồ ăn bỏ thêm nhiều ớt, tuy hạ thương mai nói thích ăn cay, cũng không kén ăn nhưng bữa nào cũng cay quả thực khiến dạ dày không chịu được giờ được ăn lại món ở nhà nên thấy thỏa mãn vô cùng. Nhân sở cầu quả thực không nhiều lắm. Đang ăn thì Linh Lợi kéo người đến, chỉ là lần này trên mặt mấy bà già kia đều có dấu tay. Linh Lợi dùng sức đẩy, toàn bộ ngã xuống như hiệu ứng domino, Linh Lợi gầm lên, quỳ cho đàng hoàng. Lương ma ma quỳ xuống, nâng bộ mặt kinh ngạc lên uất hận nói, sao Vương Phi lại dở trò như thế với nô tỳ? Nếu muốn xử lý, người là Vương Phi, dù bảo bọn nô tỳ đi chết thì bọn nô tỳ cũng không dám không đi mà làm những chuyện như vậy không khỏi khiến người ta chê cười linh lợi đạp một cái oán hận nói ăn trộm mà còn kiêu ngạo vậy à những thứ này đều tìm được dưới giường của bà vương phi vừa đến phủ còn chưa biết mấy người ở đâu sao lại hại mấy người về phần hạ nhân trong phủ vừa rồi không phải bà cũng nhìn thấy đều ở đây ư lương ma mà bị linh lợi đạp một cái liền ôm bụng lăn lộn trên mặt đất gào khóc thái hậu ơi nô tỳ hổ thẹn với người người bảo nô tỳ đến hầu hạ vương phi lại làm vương phi ghét bỏ nô tỳ có tội linh lợi thô bạo ngồi xuống tát bà ta mấy cái khóc đi ngươi cứ việc khóc xem thái hậu có đến cứu bà không ta không tin hoàng thái hậu lại vì một con cầu nô tài mà trở mặt với vương phi lương ma mà bị đánh đến đầu óc choáng váng nằm hôn mê bất tỉnh tại chỗ sao linh lợi có thể buông tha cho bà ta được chứ một tay nắm tóc bà ta lên ghìa vờ bất tỉnh ngà, Cô nãi nãi ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, một lão nô tài trong cung như bà có thể qua mắt được ư. Lương ma ma bị đánh đến mức sống chết không rõ, chỉ căm phẫn nói, mở miệng ra là nô tài, người không phải nô tài chắc. Linh lợi cười lạnh lùng, bà nói đúng, ta đúng là không phải nô tài, không nhập nô tịch, có điều nghe theo vương phủ để kiếm bạc tiêu thôi. Nàng đứng dậy, vỗ tay một cái, đến đây, tống bốn lão nô tài này vào ngục, mấy nhà đầu khác đến phòng ta, nhìn ra thịt mỏng manh làm lão tử mất hứng, thế nào cũng phải cào nát mặt bọn họ. Bốn nhà đầu sao có thể vượt qua được chuyện ác độc như vậy? Ngay lập tức bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Người trong vương phủ đã hận mấy bà già này lâu lắm rồi, nhận lệnh liên vội vàng kéo đến, hơn nữa còn tàn nhẫn đá lương ma ma xuống bậc thềm, làm mông bà ta bị rách một mảng ra. Sau khi thu xếp mấy nô tài không coi người khác ra gì này, dù ma ma mới nói, đã bảo người đến nghe ngóng quế viên bên kia rồi, làm việc nặng nhọc ở thôn trang đó, đã chuyển lời của người đến, gọi hắn về, chỉ là thôn trưởng nói Hoàng Thái Hậu bảo hắn đi, không có lệnh của Hoàng Thái Hậu thì không dám thả người. Hạ thương mai hừ nói, không dám thả người, chủ nhân của vương phủ là ta đây, còn cần Hoàng Thái Hậu làm chủ thay ta ư. Mai phải vào cung thỉnh an, mấy người này ăn nói thế nào đây? Dù ma ma lo lắng hỏi cho nên hôm nay ta mới giam bọn họ trước, tránh vào cung khóc lóc kể lể, Hoàng Thái Hậu Thịnh Đức có cách đáp trả. Hạ Thương Mai nghĩ một lát rồi nói, Quế Viên bên đó, đợi Mai Thịnh An về ta tự mình đi một chuyến. Vâng, Thương Mai châm ngâm một lúc, Vương Phủ Tổng cộng có bốn thôn trang, những thôn trưởng này đều là người quý thái phi phái xuống ư. Vương ra không hỏi đến à. Chuyện này phải gọi Vương Tuấn vào hỏi. Su Ma Ma nói, người đi gọi hắn đi, gia sản trong vương phủ này không thể rơi vào tay người khác được, trước kia bận rộn không lo được, hắn lại ôm hết, ta cũng không tiện nhúng tay vào, giờ là lúc để dọn dẹp rồi. Su ma ma đi gọi Vương Tuấn đến, Vương Tuấn là gia thân của Vương Phủ, ở Vương Phủ nhiều năm, ngày trước lúc Hoàng Thái Phi còn sống không được yêu mến, sau này người của Quý Thái Phi đều bị bán đi thì liên đê bạt hắn. Bẩm báo Vương Phi, bốn thôn trang cộng lại tổng cộng có hơn 6.000 mẫu đất, trong đó có hơn 3.000 mẫu ruộng phì nhiêu, Tính cả đất phong của Quý Thái Phi cũng ở đây, vốn không chỉ có như vậy nhưng những năm này Quý Thái Phi đã giấu vương ra bán hơn 700 mẫu. Sổ sách trước kia đều qua tay bà ta, sau khi vương phi gả qua muốn tiếp quản, sổ sách đều thu về, nhưng thôn trưởng vẫn là người quý phi tín nhiệm, mà vương phi cũng không hỏi đến chuyện trong thôn, bên trong e lại bị người ta chiếm kha khá lợi ích rồi. Hạ thương mai lạnh lùng, chiếm thư béo bở rồi thì liên hy vọng có người có thể đối phó được ta, bảo ta không thể đi kiểm tra sổ sách. Cô nghĩ một lúc rồi nói với Vương Tuấn, Quế Viên hiện tại đang ở trong thôn trang, ngươi đi chuyển lời, nói ta sẽ đưa hắn về, nhưng phải mấy ngày sau, để hắn hiểu rõ chuyện trong thôn trang đã. Vâng, Vương Tuấn lên tiếng đáp. Đuổi Vương Tuấn đi xong, Thương Mai liên suy nghĩ chuyện vào cung thỉnh an ngày mai. Chuyện vẫn chưa nghĩ xong liên thấy Tiểu Khuyên bước nhanh vào, Vương Phi, công chúa đến. Thương Mai thở dài, hôm nay Vương Phủ đúng là náo nhiệt mà. Nói như vậy nhưng cũng rất vui vẻ, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp tráng tráng. Tráng tráng không đến một mình mà còn dẫn theo Hồ Hạnh Nhi. Vì đại tang của Hoàng Thái Hậu chưa qua nên tráng tráng mặc rất đơn giản, búi tóc chỉ được cố định bằng một cây châm ngọc như ý, mặc một chiếc váy xanh nhạt có hoa văn mây, một chiếc dây lụa màu xanh nhạt buộc quanh eo, một đôi giày gấm trắng như ẩn như hiện dưới làn váy, mặt hồng tựa hoa đào thơm ngát. chương 643, Hiểu rõ quân địch về phần Hồ Hạnh Nhi, dường như trang phục ngàn năm như một. Một chiếc váy hoa cúc nhỏ hoa văn nước chảy màu lục lam, tay hẹp lưng bó, trên đầu búi tóc đơn giản cài châm lưu vân, hoa tai nhỏ bé hình hạt gạo do nàng ta tự thiết kế, rất gọn gàng sạch sẽ. Suy cho cùng người đã từng làm tổng tài, khí phách trên người mặc dù là trong thân thể mười mấy tuổi cũng không thể giấu được. Hai người theo sau là Cầm Chi và Quỳnh Hoa. Về phần Hồ Hạnh Nhị, dù ra cửa mang theo người cũng chỉ bảo người của mình chờ ngoài cửa, không được phép vào trong. Bồn cung nhìn xem nào, hình như gầy đi nhiều rồi. Tráng tráng vào cửa liền nhìn Thương Mai từ trên xuống dưới, tấm tắc nói. Khí hậu Bắc Mạc này không dưỡng người rồi. Hồ Hạnh Nhi đặt mông ngồi xuống, hôm nay nàng ta đã mệt cả một ngày rồi, quả thực có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Hạ Thương Mai cười nói, khí hậu dưỡng người cũng không được, ăn không no. A da dám bỏ bê thần sống của bọn ta vậy ư, không cần mạng nữa à, tráng tráng trêu gẹo nói. Hạ thương mai phất tay, thôi được rồi, người đừng làm xấu ta, tình hình bắc mạc thế nào không phải mấy người không biết. Quả đúng là không rõ lắm, tráng tráng cũng ngồi xuống, cầm chi và Quỳnh Hòa liên lui ra cửa. Không nói bắc mạc nữa, nói đi, Hoàng Thái Hậu vừa phái người đến phủ công chúa của người à. Thương mai hỏi. Tráng tráng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng đáp đến nhưng bổn cung đuổi ra ngoài rồi đuổi ra vậy bà ta không nói gì ư bà ta dám chắc tráng tráng cao mày quắc mắc thân phận của bà ta là gì con tự cho mình là hoàng thái hậu rồi à trong lòng bà ta cũng hiểu chẳng qua hoàng thượng chỉ cần thế lực nhà bà ta thôi còn nữa bà ta không có con đánh bà ta cũng không phải lo nếu thực sự muốn phong hoàng thái hậu thì mấy thái phi có con nối dõi đấy đâu đến lượt bà ta Thương Mai khẽ lắc đầu, chuyện phong hoàng hậu ta từng nghe rồi, còn sắc phong hoàng thái hậu thì quả thực là lần đầu nghe được. Nhưng không phải ư? Nào có chuyện đó chứ? Lão Tam sắp tức chết rồi, nói danh bất chính môn không thuận, mọi người đều biết, phàm là hoàng thái hậu hoặc là vợ của tiên đế, không thì là mẹ của hoàng đế hiện tại, nếu có ngoại lệ thì cũng phải có con nối dõi chứ. Thật không biết Hoàng thượng nghĩ gì, thù ngoài chưa sạch lại một lòng một dạ muốn đối phó với người của mình. Hạ Thương Mai nhất thời im lặng, còn có thể nghĩ gì chứ? Đúng như những gì Lão Thái Quân phân tích mà thôi. Hồ Hạnh Nhi vẫn im lặng, chán chán huyết nàng một cái, người nói đi chứ. Bí ẩn vậy làm gì? Lâu không gặp Thương Mai nên thấy lạ đúng không? Hồ Hạnh Nhi lấy lại tinh thần, ta có gì để nói chứ? Giờ ta lại là muội muội của Hoàng hậu, thân phận cao quý, sau này ta phải khoe khoang thân phận, nói chuyện nghĩ sâu tính kỹ mới được. Người sao đấy, Thương Mai nghe nàng ta nói dường như có oán khí, không nhịn được mà hỏi. Hồ Hạnh Nhi cười lạnh, ta có thể sao được chứ? Chưa nghe ra à, ta là muội muội của Thái Hậu, Hồ Gia chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, con gái của Thương Buôn làm Hoàng Hậu, cũng không phải nói chút quy củ ư. a, à, nhà ngươi cũng có, Hạ Thương Mai kinh ngạc. Sao không, buổi sáng mấy hôm trước đến cửa rồi, náo loạn Hồ Gia đến mức huyết phố tinh phong, thật phiên. Hồ Hạnh Nhi, đáp, Đoạn số kia của ngươi cũng không đối phó được, hạ thương mai không nhịn được tò mò, thủ đoạn của hồ hạnh nhi vẫn Luôn tàn nhẫn, hẳn là không đến mức khổ não như vậy Ta đối phó được thì có tác dụng gì, đám yêu ma quỷ quái nhà ta vẫn ra sức su nịnh, không phối hợp với ta đấy Thì ra ngươi tức giận chuyện trong nhà ngươi, chán chán nói Cũng chẳng có gì để tức giận cả, dù sao thì thời gian một ngày ta ở nhà cũng chỉ có mấy canh giờ để ngủ kia hồ hạnh nhi khoát tay không nói ta nữa nói chuyện ngày mai vào cung của các người đi xem ứng phó thế nào bồn cung là trưởng công chúa vốn có thể không vào cung nhưng thương mai ngươi mai phải vào nên đi cùng ngươi vậy tráng tráng nói hạ thương mai đáp nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi ta đi một mình cũng được mà hử nghe có vẻ như ngươi đã có chuẩn bị rồi tráng tráng càng thêm hiếu kỳ hạ thương mai nói chuyện sau khi hồi phủ hôm nay cho nàng nghe tráng tráng nghe xong không khỏi cười lớn, nếu đã vậy thì mai ta muốn vào cung rồi. Tuy Hồ Hạnh Nhi cũng tán thưởng nhưng nghĩ nghĩ rồi nói, chỉ là, suy cho cùng vẫn không phải kế lâu dài. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Thương Mai và Tráng Tráng đồng thanh nói, nói xong hai người liếc nhau, Tráng Tráng cười nói, biết người kiểu gì cũng nói thế mà. Hạ Thương Mai nhún vay, tránh lãng phí tâm trí đi nghĩ cho tiếp theo của bà ta, trước tiên nên nghênh đón chiêu đầu tiên này rồi tính hạnh nhị, tỷ tỷ ngươi hồ hoan linh trước kia ngươi từng nói đến, nàng ta là người rất khó đối phó, có thể nói cho ta biết về nàng ta không? Hạ thương mai hỏi, ánh mắt hồ hạnh nhi lãnh đạm, có thể, chuyện của chị ta ta có thể nói ba ngày ba đêm không lặp lại, nhưng, ta cũng không rong dài, chỉ tóm gọn chị ta trong một câu, tự cho là đúng, tự cao tự đại, tự cho là mình thông minh, buông thả, quen giết hại lẫn nhau, người tự mình cầu phúc đi. Tài hoa quá, thương mai và tráng tráng trợn mắt há mồm. Tài hoa ư, ta còn có thể nói thêm vài vài câu đấy, đánh chết cái nết không chừa, cùng hung cực ác, đại gian đại ác, độc ác. Khét tiếng, tang doanh ác quán. Tang doanh ác quán, thương mai ngắt lời nàng ta, trước kia nàng ta từng tham nhũng ư. Chị ta là người chỉ trưởng, từng tham ô sổ sách trong phủ không ít đâu. Hồ Hạnh Nhi lạnh lùng đáp. Hạ thương mai ở một tiếng, thần sắc suy nghĩ sâu xa. Nhưng, người cẩn thận chị ta, chị ta là người quen diễn trò, bên ngoài rất thân thiện, cả người lẫn vật vô hại, nhưng lòng của chị ta đen tối. Người tin ai chứ đừng tin chị ta, may là ta đủ bình tĩnh, nếu không đã giết chị ta từ lâu rồi. Hồ Hạnh Nhi lạnh lùng nói. Người không giết nàng ta, giờ còn gọi nàng ta là hoàng hậu. Chán tráng thở dài. Hồ Hạnh Nhi đập tay xuống bàn, tức giận nói, vì việc này ta đã tiếc đứt ruột rồi. Đừng kích động, kiềm chế chút đi. Hạ Thương Mai thấy Hồ Hạnh Nhi đánh giá nàng ta xấu xa như vậy, xem ra, Hồ Hoan Linh quả thực là người xấu xa. Ba người ở lại đến giờ hợi mới rời đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, uống chút rượu, vì Mai phải dậy sớm vào cung thỉnh an nên bọn họ mới đi, bằng không tỉ muội nói chuyện thâu đêm. Tiến tráng tráng và Hạnh Nhi đi, Hạ Thương Mai xoay người gọi ma ma vào. Người nói cho ta chuyện của Hoàng Thái Hậu bên kia xem. Tuy biết một ít, những muốn đối phó với kẻ thù vẫn phải hiểu thấu một chút. Ma Ma Đáp, Tập Thái Phi, Hoàng Thái Hậu xuất thân hầu phủ, là trường tỷ của hiến hầu tề chứ hiện tại, phụ thân tê thư của Hoàng Thái Hậu, lúc đó với Trần Thái Quân cũng là danh tướng, trước đây được Hoàng Thái Hậu trọng dụng, được phong làm hiến hầu, sau khi hắn chết, con trai trưởng tề chứ kế thừa vị hầu tước. Ngôn tình hài, Ma Ma ngừng một lát rồi lại nói, năm đó Hoàng Thái Hậu rất tán thưởng cha của hiến hầu cho nên mới chỉ hôn tề tập cho tiên đế, vị tập thái phi này rất nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn âm hiểm ác độc, không có chút khí chất nào của hiến hầu. Hoàng Thái Hậu từng nói, đời này của bà đã từng ra ba quyết định sai lầm, chỉ hôn tê tập cho tiên đế là một trong số đó, kỳ thật năm đó nào chỉ có chuyện đứa bé trong bụng kim lương viện bị đánh chết. Trên người nàng ta ít nhất cũng gánh bảy, tám mạng người, nô tỳ nói là chuyện lúc bà ta vẫn là thái tử phi, sau khi vào cung ai biết chứ. Nếu không phải phụ thân bà ta hiền hách, có công với triều đình thì e là sớm đánh chết rồi. Lại là một kẻ xấu xa, gần đây hoàng đế rất có hứng với người làm việc xấu nha. Một đêm yên tĩnh, hôm sau lúc gà gáy, hạ thương mai liên đứng dậy. chương 644, Hoàng hậu và Hoàng Thái hậu. Xe ngựa đã được chuẩn bị ổn thỏa ở cửa phủ từ sáng sớm, thương mai sai người chói lương ma ma cùng vào cung. Trong riêng tập cung, Hoàng Thái hậu tân tiên nhiệm cũng dậy thật sớm tin tức hôm qua bà ta nhận được nói nhiếp chính Vương Phi đã về. Màn kịch chuẩn bị nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng có thể mở màn, trong lòng bà ta cũng rất mong chờ. Người trong cung đều bận rộn từ sáng sớm, Hoàng Thái Hậu có một thói quen đó là sáng sớm dậy tắm gội, tắm phải dùng cánh hoa tươi, sau khi xúc miệng phải dùng sữa dê và tổ yến để nhuận giọng phấn phải dùng loại phấn bạch chỉ cao cấp, sang quy. Ngày trước lúc làm Thái Phi, hậu cung từng cắt giảm khoản chi, các khoản chỉ tiêu của bà ta đều bị giảm bớt, giờ đã làm Hoàng Thái Hậu rồi, cả hậu cùng do bà ta và Hồ Hoan Linh làm chủ, nên chỉ tiêu có phần xa xỉ hơn trước kia. Hơn nữa thứ mà nhà Hồ Hoan Linh có là bạc, mấy ngày nay cho bà ta không ít cống phẩm, vì chuyện này nên tuy nói vừa lòng với Hồ Hoan Linh nhưng trong lòng cũng xem thường, suy cho cùng cũng là con gái của thương nhân, hiểu được mấy trò su nịnh này. Cung nữ trưởng sự ở riêng tập cung cầm một chiếc lược tê giác mà thanh quốc tiến cống chậm rãi trải tóc cho Hoàng Thái Hậu, Nhìn người đã hơn 60 tuổi trong gương đồng, mấy năm nay hầu phủ cũng cống không ít bạc vào cho bà ta sắm sửa, tiêu xài, bà ta vẫn luôn dành tâm trí để bảo dưỡng cho nên trông bà ta cũng chỉ như 50. Chỉ là không thể cười, nếu cười nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên rất rõ. Hoàng thái hậu quả thực càng nhìn càng hấp dẫn, như Dung hầu hạ bà ta mười mấy năm, biết bà ta rất thích nghe lời người khác khen dung mạo của mình. Hoàng thái hậu duỗi tay đè lại khóe mắt thở dài, suy cho cùng thì năm tháng thúc giục con người, nghĩ lại lúc ai ra còn trẻ, người đến cửa cầu thân, đập phá của hầu phủ, ai ra giờ vẫn nhớ rõ, tiên đế vừa trông thấy ai ra, ánh mắt kinh diễm đó, nếu không phải sau này, những cám dỗ kia thôi, thôi, đều qua cả rồi. Oán hận dâng lên trong mắt bà ta từ từ chìm xuống, đắc ý nhìn mình trong gương, tôn thái hậu so với bà ta còn kém xa. Ngưng một lát, bà ta nói, ai ra nghe nói, vị nhiếp chính vương phi kia là một mỹ nhân, không biết có thua kém ai ra khi còn trẻ không. Tất nhiên là không so được với Hoàng Thái Hậu rồi. Cung nữ hầu hạ trong điện nở nụ cười đi tới, trong tay cầm bộ triều phục của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói, cũng là lão thất không hiểu chuyện, cưới một nàng dâu cũng không dẫn đến cho ai ra nhìn xem, nói ra, kỳ thật tôn Thái Hậu không hiểu lễ nghĩa, nếu chu toàn thì Thái Phi của cả hậu cung không thể kêu nàng ta tự mình đến bái kiên ư. Mà sao cũng là phi tử của tiên đế, nằm chung giường, lão thất không thể gọi một tiếng mẫu phi chứ. Hoan nhàn đáp, Hoàng Thái Hậu không cần tức giận, trước kia chưa phục người, giờ không thể bù đắp lại cho người ư. Vẫn là nhờ vào cấp bậc lễ nghĩa của Hoàng Thái Hậu. Còn nữa, Lương Ma Ma là người làm việc thỏa đáng, bà ta ra trận, chắc chắn vị vương phi kia cũng sống không tốt, trước tiên cứ để bà ta ra oai phủ đầu đá, hôm nay vào cung thỉnh an. Nàng ta cũng phải cục đuôi lại, người cũng ở trước mặt công chúa Vương Phi nói nàng chịu thiệt hoàng thái hậu chậm rãi nói ai ra không phải cố ý làm khó nàng chỉ là suy cho cùng là nhiếp chính vương phi nếu không biết lễ nghi thì nếp sống của đại chu này không phải đều bị nàng ta phá hủy hết sao ngày xưa ai ra cũng quen biết với lão phu nhân của tướng phủ biết được nàng không phải người như thế hạ thương mai hơi quá phận rồi thấy thì lòng nôn nao khóe miệng hoan nhan cong lên giờ dân chúng trong thành đều nói nàng ta tốt không phải ư lúc đó hoàng thượng bệnh nặng nàng ta lại có vương gia làm chỗ dựa, muốn có danh tiếng tốt không phải là chuyện dễ dàng ư. Nô tỳ cũng thiếu hiểu biết, không biết làm nữ nhi hay tôn nữ, vì giàu sang phú quý mà đầu độc người nhà mình, nghe nói thứ thiếp Trần Nguyệt Nhung và thứ muội hạ oanh nhiễm cũng bị nàng ta chỉnh cho sống giờ chết giờ đó. Như dùng thắt búi tóc, dùng châm cố định lại, tay khéo léo xoay tròn, thận trọng lấy một ít tóc xuống. Miệng nói, từng nghe nói đến con cháu bất hiếu chứ chưa từng nghe qua trưởng bối một nhà đi ức hiếp một người, phàm là người có đầu óc cũng biết xảy ra chuyện gì, những dân chúng kia rất tin nàng ta, cũng không ngẫm lại xem lúc đó hủy hôn trên phố là ai gây ra tai tiếng chứ. Hoàng Thái Hậu ừ một tiếng, Tôn Thái Hậu lúc đó không chừng trị nàng ta, ai ra không dễ để nàng ta làm càn như vậy được. Hôm nay nàng ta vào cung thỉnh an, nếu thái độ của nàng kiêu căng thì mấy người cứ nhìn sắc mặt của ai ra mà hành sự. Vâng, đã biết, hai người đáp. Khoác một thân chiều phục được theo một cách tinh xảo, trên mặt thoa lớp phấn quý giá che đi sự già nua lộng lẫy như một thiếu nữ kem dưỡng mà chiêu quý phi đưa đến đúng là không tôi ai ra dùng vài ngày đã cảm thấy cả mặt sáng bóng hoàng thái hậu vuốt mặt mình vừa lòng nói đúng ạ à, chiêu quý phi đúng là người có lòng hoan nhan nói không có lòng được chắc nàng chính là người của nhà tôn thái hậu trước kia tuy bị trục xuất nhưng nếu muốn hoàng thái hậu chúng ta vui lòng thì chuyện thế này không thể thiếu được như dung cẩn thận chỉnh váy chỉnh lại sợi dây san hô đỏ thấm trên cổ áo mới cười hài lòng. Về phần tịnh ninh cung của hoàng hậu, quả đúng là nhất triều thiên tử nhất triều thần, trước kia lương hậu cũng được coi như là người có phẩm giá, sau khi hồ hoan linh vào ở liền sửa thành một tòa cung vàng điện ngọc. Hồ gia nổi danh là Hoàng Kim, Đại Mế, vì thế mà đảm nhiệm vị trí quan trọng, sắp xếp chính điện và tẩm điện vô cùng xa hoa phung phí. Vật dùng trong điện bằng gỗ lê được đổi thành gỗ lim rát vàng, ngay cả những bức bình phong bạch ngọc cũng làm viền vàng, quả thực sáng đến mù mắt chó. Hồ Hoan Linh lớn hơn Hồ Hạnh Nhi 2 tuổi, năm ấy cập kê cũng không ít công tử danh môn đến cầu thân, chỉ là lúc Hồ Hoan. Linh ra đời, phụ thân của nàng ta đã nói nàng sau này có rất nhiều thành tựu, cao nhất có thể làm mẫu nghi thiên hạ, vì thế vẫn giữ giá, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Nghe nói hôm nay nhiếp chính vương phi cũng vào cung thỉnh an, nương nương người cũng coi như gặp được người này rồi cung nữ trưởng sự hồng thường chỉnh trang phục cho nàng ta, lại cười nói. Ừ, bổn cung cũng rất muốn gặp nàng, trước kia hạnh nhi nhắc đến nàng, là một người tài giỏi. Hồ Hoan Linh ôn nhu nói, che đi ý cười nơi khóe miệng. Nương nương, tài giỏi hay không thì nô tỳ không biết nhưng nghe nói cũng là kiểu người lợi hại. Hồng thường nói, lợi hại không quan trọng, bổn cung với nàng ta là chị em dâu, tất nhiên là tương thân tương ái rồi. Nương nương tâm quả là thiện lương. Hồ Hoan Linh hơi nhớn mày, đi thôi, đến diên tập cung trước, không thể để Hoàng Thái Hậu chờ bổn cung được. Trong diên tập cung, một đám quý phi hoa phục đã đến đợi trước điện. Đèn lồng vẫn chưa tắt hết, ánh bình mình cũng chỉ là một tia xám xanh phía chân trời, mặt trời dần hiện lên mới có ánh nắng chiếu lên đường chân trời. Hoàng hậu nương nương đến, thuận theo lời của Thái giám tịnh Ninh Cung, đám quý phi trước điện đều tiến lên chào. chương 645, vào cung thỉnh An Hồ Hoan Linh bước vào giữa đám cung nhân, bước đi chậm rãi, làn váy bay bay, có thể thấy mặc dù nàng ta là con gái của một thương nhân nhưng đã học qua phép tắc lễ nghi. Các vị tỷ tỷ miễn lễ, nàng ta vào cung muộn nhất, tuy nói là hậu vị nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn bọn họ, lúc hoàng hậu vào cung, mọi người đều biết đó là một nữ tử khiêm tốn, ôn hòa. Nhưng, cái khiêm tốn của nàng ta lại chưa thể đạt được sự xem trọng, xuất thân không tốt lúc nói chuyện liền nghe thấy ngoài cửa có người hô, nhiếp chính vương phi, trưởng công chúa đến. Mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy hạ thương mai mặc lễ chế triều phục của nhiếp chính vương phi, trên váy gấm đỏ theo hình phượng bay, chiếc chân bằng ngọc điểm xuyến bạc trang nhã được cài trên búi tóc, trên tai đeo hai chiếc khuyên bằng trần châu đông hải, đơn giản như vậy liên biết là hồ hạnh nhi tự tay làm. Trưởng công chúa hôm nay lại ăn mặc rất giản dị, trên váy chỉ có hoa văn ám vân, cổ tay áo gài từng đóa hải đường, ngoài ra có còn mấy bông hoa thêu trên vạt áo rất tao nhã hồ hoan linh không ngờ dung mạo của hạ thương mai lại tuyệt sắc như vậy trước kia nghe lời đồn về nàng ta cũng chỉ nói về y thuật của nàng ta cao minh thủ đoạn sắc bén chứ chưa từng nghe dung mạo của nàng ta thay đổi đến thế nàng ta siết chặt chiếc khăn trong tay nhưng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên mặt ánh mắt của hạ thương mai cũng dừng trên người hoàng hậu có phần giống hồ hạnh nhi nhưng độ cung trên khuôn mặt mềm mại hơn hồ hạnh nhi đáy mắt chân mày đều có ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn thoáng qua thì nàng ta là một tiểu thư khuê các ôn lương cung kiệp, nhưng khi hạ thương mai nhớ tới tính từ của Hồ Hạnh Nhi, không khỏi âm thầm thêm một câu, khẩu Phật tâm xà. Cô lại nhìn đi, nghi quý phi hôm nay mặc một chiếc váy cung đình bằng gấm theo cây trúc đào màu vàng, hai tay buông trong ống tay áo rộng, trang điểm nhẹ, búi tóc lưu vân, sợi vải dài màu vàng rủ xuống bên tai khẽ lay động. Thân sắc nàng ta lãnh đạm, lặng lặng đứng một bên, thất hoàng tử đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt giống hệt nàng ta. Mai Phi hôm nay trang điểm hơn đậm nhưng cũng không che đi được vết tay trên mặt, xem ra trước đó không chỉ bị phạt quỳ mà còn bị vả miệng. Hôm nay nàng ta mặc váy màu xanh, vấn tóc đọa mã, không thay đổi lắm, cũng không dám thay đổi, tam hoàng tử đỡ nàng ta, vẻ mặt bình tĩnh ẩn nhẫn. Hạ thương mai nhìn dáng vẻ này của hắn liền nghĩ đến lão thất, hoặc lúc hắn nhỏ cũng chính là như vậy. Hạ Thương Mai bước đến trước mặt Hồ Hoan Linh, hơi cúi người, Hạ Thương Mai tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hồ Hoan Linh cười rồi nắm tay Hạ Thương Mai, Thương Mai phải không? Bồn cung đã nghe qua ngươi, quả đúng là xinh đẹp động lòng người. Hạ Thương Mai cười nói, Hoàng hậu nương nương quá khen, Thương Mai dung mạo tâm thường, sao bằng một phần của Hoàng hậu chứ? Nụ cười của Hồ Hoan Linh càng sâu hơn, đỏ mặt Thương Mai muội muội cứ nói đùa lúc nói chuyện liền nghe thấy có người hô, chiêu quý phi đến. Mọi người đến nhìn qua, thương mai phát hiện trên mặt nhiều người đều xuất hiện vẻ khinh thường, thậm chí là coi thường. Trước kia gặp tôn phương nhi, cách ăn mặc của nàng ta rất đơn giản, nhưng giờ lại váy đẹp lộng lẫy, trên váy được thêu hoa văn rất tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn không chút huyết sắc, ngũ quan tuyệt mỹ, mày liễu thanh mảnh, lông nghi cong, mũi thẳng, đôi môi tô son bóng, rất mê người dù đã thấy Tôn Phương Nhi vài lần nhưng lần nào thương mãi cũng vì vẻ đẹp của nàng ta mà khiếp sợ, vẻ đẹp của nàng ta chẳng khác nào tiên nữ thế ngoại, không nhiễm một hạt bụi, nhưng nàng ta lại rơi vào phàm trần thế tục, vì thế mà có vẻ như không được hợp cho lắm. Nàng ta đến trước mặt hoàng hậu bái kiến, thanh âm hờ hững không chút cảm tình, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Thân thể muội muội tốt hơn chưa? Hoàng hậu thương hại nhìn Tôn Phương Nhi, khẽ thở dài, muội phải bồi dưỡng thân thể cho tốt, giờ muội hầu hạ cạnh hoàng thượng chuyện lớn nhỏ gì cũng không xa muội muội phải chú ý giữ gìn sức khỏe hay cho một vẻ mặt quan tâm săn sóc tìm không ra nửa điểm sai lầm rõ ràng chỉ là con gái của một thương nhân lại có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ tôn phương nhi cúi đầu rủ mi cảm tạ nương nương quan tâm hại thương mai vẫn đứng cạnh hoàng hậu tất nhiên là phải hành lễ nàng nghe cúi người chiêu quý phi vạn an tôn phương nhi hơi dương mắt nhìn hạ thương mai đáy mắt dường như có một tia diếu cợt nhưng vẫn điềm đạm như cũ. Người quay lại rồi. Vâng, hạ thương mai đánh giá nàng ta, tuy trên mặt thoa phấn son nhưng không che giấu được da mặt tái nhợt. Bồn cung có vài câu muốn hỏi người, Vương Phi có thể dành một lát nói chuyện không? Tôn Phương Nhi hỏi. Hạ thương mai gật đầu, tất nhiên có thể rồi. Hạ thương mai đi sang bên cạnh với nàng ta, khóe mắt có thể thấy được mọi người đang nhìn chằm chằm Tôn Phương Nhi một cách phẫn hận. Mới vừa nghe hoàng hậu nói, Tôn Phương Nhi bên cạnh hầu hạ hoàng đế, sao có thể không nhận đố kỵ với sự sủng ái hậu cung vậy chứ? Chỉ em mình Tôn Phương Nhi mới hiểu đó không phải là vinh sủng mà là độc hại. Nếu nói ai cũng phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, vậy thì Tôn Phương Nhi cũng vậy. Nếu nàng ta không muốn dính vào những tranh giành thị phi này mà rời khỏi kinh thành, thì nàng ta chắc chắn vẫn có thể sống rất tốt, chỉ là nàng ta vẫn luôn muốn chứng minh điều gì đó đến cuối cùng có thể lựa chọn biết thành không thể lựa chọn nữa. Tôn Phương Nhi xoắn khăn tay, đôi môi đỏ mọng dường như sắp cắn đứt mới ngước mặt lên hỏi một câu, Nhu Giao. Con bé sao rồi? Hạ Thương Mai biết là hỏi chuyện của Nhu Giao, chỉ là vốn tưởng rằng sau khi thỉnh an mới hỏi, lại không ngờ không chờ đợi được mà hỏi luôn, có thể thấy trong lòng nàng ta cũng có muội muội Nhu Giao này. Nàng mất tích rồi, không rõ sống chết, Hạ Thương Mai cho biết sự thật. Sắc mặt Tôn Phương Nhi hơi trắng bệch, Phút chốc cực kỳ phẫn nộ nói, người đem nó đi sao không dẫn nó trở về an toàn hả? Không phải người có bản lĩnh lâm ư? Hạ thương mai nói, sao người biết nàng xảy ra chuyện? Ta hầu hạ hoàng thượng, tin tức ở bắc mạc của mấy người hôm nào cũng có tin trình báo. Hạ thương mai biết lão thất cũng có báo cáo tình hình, nhưng không phải hôm nào cũng gửi thư tín. Nói như vậy, từ lúc bọn họ bắt đầu rời khỏi kinh thành hoàng thượng đã sai người bí mật giám sát hắn biết hết tình hình ở bắc mạc của bọn họ. Nếu nói trong lòng hoàng thượng hoàn toàn tín nhiệm lão thất thì chính là nói dóc. Mộ dung khanh chưa về, hắn có phải là đi tìm nhu giao không? Tôn Phương Nhi hỏi. Hạ thương mai hơi kinh ngạc, việc này. Nói như vậy, hoàng thượng cũng không biết nguyên nhân bọn họ về. Nói cách khác mọi hành động ở bắc mạc của bọn họ có người hôi báo cho hắn nhưng chuyện sau khi bọn họ về kinh lại không ai báo, chẳng lẽ người bắc mạc báo tin cho hắn? hoàng thượng có liên hệ với người bắc mạc tôn phương nhi thấy vẻ mặt đăm chiêu của nàng biết mình đã nhiều lời bèn nói thôi vậy cứ coi như ta chưa hỏi ta cũng không quan tâm những chuyện này nàng ta vừa dứt lời thì nghe thấy một người đi ra từ hành lang lớn tiếng hô hoàng thái hậu mời các vị nương nương vương phi quy phi vào điện hạ thương mai điều chỉnh lại vẻ mặt đang định bước chân thì nghe được tôn phương linh khẽ nói ngươi cẩn thận hoàng thái hậu không dễ đối phó đâu Hạ Thương Mai không ngờ Tôn Phương Linh cũng nhắc nhở nàng, trong lòng thở dài, Tôn Phương Nhi này đúng là khó đoán mà. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 43